siêu thị. Ôi có một lần cái bánh nhất nhất. Cái bánh nhất nó dài chân chân là đấy. Cái dài hẳn như vậy. Đấy. Nhìn theo sự tỉnh thẳng nha. Ôi đẹp đấy. Lẫn một cái thôi. Hello mọi người, nghe các chị ơi, hôm nay thì em sẽ có cả áo len á, xem lại số tiền với nhà này quá à. Chị ơi không tốn đâu, chị cứ mua đi, vào vụ đến lúc nó đắt lên thì nó khó lắm. Đắt lên nó còn tốn hơn. Với cả mua hàng si là một trong những cái mà đã rất là rẻ rồi nhá mọi người. Em nói thật đấy, nhưng mà chính vì chị Tố Uyên kêu tốn đúng không? Đáng nhẽ chân bánh nhưng hôm nay em khui 150, em sợ chị Tốn em bán cho chị 120. Đấy, bớt 42 em cùng với em mà cứ bán như là free ship luôn thể. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm ạ. Rồi cảm ơn chị Vũ Minh Anh nhá. Chào chị Kỳ Nam Nguyễn, chào chị Anh Hoàng, chị Hương Nguyễn. Mọi người nhá, vì chị ấy kêu tốn cho em bán cho mọi người chân bánh là 120.000, kể cả hàng hiệu hay không hàng hiệu em bán 120.000. Đúng ngày hôm nay thôi. Hôm sau mà về thì chắc chắn là sẽ 150.000 chứ khỏi 120.000 đâu. Nếu hôm sau kêu tốn cũng không bán 120.000. Toàn dập ly hết cho mọi người nhá, em đang dập ly luôn. Cái này con Zara là đẹp cực. Con Zara đẹp cực kỳ luôn này. Đó, dập ly hết cho em luôn này. Con Zara nè. Nhanh tay các bà ơi. Cười chứ sướng. Kêu phát là được giảm, ví dụ mua 3 cái được giảm ngay 90.000. Ô cái này của trẻ con đấy, có một cái của trẻ con này. Có váy ạ, có hai cái váy thôi, chân váy rất xinh luôn. À, chân váy này em chỉ để lấy mọi người 120 thôi, bởi vì là hôm nay có một chị kêu là tốn tiền quá. Mới nguyên tay mát rồi. Đẹp chưa, những con váy như này em chỉ lấy mọi người 160 thôi, bởi vì nếu mà hôm nào khui thì sẽ ra là 220 đấy. Váy này này, nếu mà hôm nào khui là giá 220. Hai váy thôi, con váy nhung này mọi người mặc xong khoác vét ra ngoài thì đẹp phải chưa? Có lấy hai em váy thôi nhá. Sang nha mọi người, em này cực sang luôn. Len Kiều mỗi đang mặc là 150. Trời ơi, nói chung là giá rất là mềm rồi. Váy của bé bao nhiêu cân vừa? Đâu xem nào. Ôi em thôi mọi người ạ. Váy này các con có cân nặng tầm từ 16-18 cân. Dưới 18 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Xinh chưa? Con này vừa bán vừa tặng cho các con. Này, dày dặn. Vừa bán vừa tặng cho các con thôi, tí nữa nhá. Dài bao nhiêu? Váy dài em lấy mọi người 160 thôi. Bởi vì nó lẫn có đúng hai con ấy. Bán con váy tiểu thư bánh bèo trước đi. Hôm nay nhá, hôm nay là ngày em ăn liên hoan thế nên là lên muộn. Hôm nay thì bán chiên thôi chứ còn không có lấy lãi nhiều đâu nhá mọi người, lấy lãi ít thôi. Có lãi nhưng mà lãi ít thôi. Chân váy bình thường bán 150, hôm nay bán lấy 120 do lên muộn nhá, xin lỗi mọi người. Áo len ngắn vẫn là 150 nhá. Váy như con váy như này giá 220 lấy 160 này. Mở hàng áo mẫu mặc là bán luôn. Bán luôn, mở hàng luôn. Đây áo mặc mọi người này, em này SM thoải mái cho em luôn này. Chốt luôn mã cho em nhá, 150.000 mã số là 852, chốt luôn. Xem luôn. Này nhà này cực kỳ tốt. Cởi bán luôn. Đấy, bán đây con váy bé, chị chỉ bảo lấy con váy bé này. Con váy bé này là một em váy này em lấy mọi người 80.000 thôi. Nói chung là nó bị lẫn đúng một con thôi, lấy 80.000. 80.000 nhá, chốt cho em này, mã số là 829 cho em nhá. Mã 829 cho các bé này. Xinh lắm. Đấy, lên con váy chưa sang trắng. 852 cho chị Thu Nguyễn. Xinh chưa này, chiếc eo cho em mọi người nhá. Em này kiểu chun eo ấy mọi người. Co giãn thoải mái cho em luôn này. Em này chỉ XS và S thôi nhá mọi người nhá. Khoảng tầm dưới 50 cân thôi. 40-50 cân, kiểu ai càng nhỏ mà càng tiểu thư nhá mọi người nhá. Váy này em bình thường bán 220 mọi người nhá. Bán không bán cho mọi người với giá là 860 thôi. 859 cho chị Hà Đặng. Mã số là 561 cho em luôn này. Đấy, em bán em nhá. Bán như chiên mọi người luôn. Em bảo là hôm nay là lấy lãi, tao không lấy lãi được. Này em này xinh ở mỗi con này xinh lắm, con này mọi người khoác với vest bên ngoài ấy, đẹp cực kỳ luôn. Toàn bộ cho em đằng sau rồi. Có sai đẹp chưa? Có sai đấy, hàng còn nguyên mác ấy ạ. Cái
đây size M. Em này size M cho em mọi người nhá, là đẹp chưa? 561 cho chị Đoàn Thanh Thủy. Size chuẩn M này, 50 55 cân cũng 160.000 luôn. Chân máy mẫu mặc ok luôn. Chốt cho em mã số là 800 này. Lột hết. Mã số 800 lột hết cho mọi người luôn nào. Chân máy em mặc này. Họa tiết kiểu Fendi nhá mọi người nhá. Chân dập ly ạ, dập ly đấy. Dập ly toàn bộ màu đen này. Em này thì thoải mái cho em, size S thì là cực kỳ đẹp nhá mọi người nhá. Eo khoảng độ từ 64 68 mặc vừa như em này. Bán em này chân váy mọi người luôn với giá là 120.000 luôn, bán hôm bán quá rẻ mọi người này, 120.000 mã số là 803 mọi người luôn nhá. 803 cho em luôn này, mặc gọi là tí mặc luôn cho mọi người xem luôn nhá. Chân váy Zara luôn này, chân váy Zara này. Đẹp chưa Zara của mình. Chưa chị. Nhìn sáng thì sao? Còn em hàng hiệu của Zara nhá mọi người nhá. Em này sẽ kết rồi. Lột hết đồ rồi. Lột hết đồ lên rồi. Em này nè, em này nhá mọi người nhá, eo 6872 cho em dập ly. Hàng của Zara nhá mọi người nhá. Cái màu nó sang mọi người ạ. Eo 6872 cho em luôn này. Bán em này với giá 120.000, mã số là 169 cho em luôn này. Mã 169 cho em đấy. Hôm nay mặc tạm mọi người nhá. Mặc tạm một cái chân váy em vừa nhá. Có hàng size to nhá chị nhá. Đây mặc tạm cái chân váy màu đen cho mọi người đi, cho nó dễ nhìn, mọi người dễ nhìn dáng của nó nhá. Chân váy tiểu thư đi. Đấy, đây của học sinh chưa. Mặc tạm lên tí bán đi cho cùng. Không mặc lên nó lột hết đồ nhìn này các chị ơi, sợ quá. Rồi tiếp chị là lên em áo 169 cho chị An Nhiên. Áo lông cừu nhá bạn nhá. Cái caption nữa em không dám ghi áo len lông cừu nữa. Nên là em sẽ để ấy thôi. Con len cừu này đẹp cực. Chúng ta cứ con động vật không dám ghi nhá mọi người nhá. Em này đi ạ. Size L cho em. 55 đến 60 cân này. Cổ V cho em nhá. 150 và số là 186. Em này nó xinh này. Em này đẹp lắm. Mặc lên đỉnh luôn các chị nhá nè. Chất dày bịch cho em. Em này tầm độ size M lớn và L mặc nó siêu ấm cho em. Cổ lọ này. 53 57 cân mặc vừa. Em này chất nó ấm dã man. Kiểu len thừng màu kem cho em nhá mọi người nhá. 150 và số là 559 cho em. Mã số là 559 cho em luôn nhá. Đây chân váy cho chị này, chân váy này. Đúng chân váy đây em bảo rồi. 186 cho chị Nguyễn thôi. Em bán cho mọi người đúng 120 thôi, ngày hôm nay lên muộn đấy. Em nào cũng dập ly mọi người, em nào cũng đẹp luôn nhá, phối với cái gì cũng xinh nhá mọi người nhá. Em này đây khoảng độ size M cho mọi người này. Eo khoảng từ 6872 mặc vừa, em này cho em luôn này, cặp chun nhá. Cái này nó là cặp chun nên chỉ cần ép M. 559 cho em này chị mọi người nhá. Khoảng độ size M này, em này cho em mọi người dập ly toàn bộ cái màu nó cũng sang cơ mọi người ơi. Bán cho em này 120.000, chốt cho em mã số là 171. Đáng 150 mọi người nhá. Mã số là 171 cho em này. Em ơi cái này trông mê chưa trời, cái màu đẹp thế này. Ôi màu đỉnh cực kỳ. Em này size L cho em mọi người nhá. Em này size M lớn hoặc là L, cứ khoảng tầm độ từ 53 60 cân mọi người, em này ok cho em mọi người nhá. Chất của nó như kiểu chất da lộn ấy ạ. 53 60 cân này, dáng dập ly toàn bộ. 171 cho chị Thùy Lê. 120 mã số là 120.000, mã số là 130 cho em này. 120.000 mã 130 ai sẽ to đấy này đi. Này em sẽ to lấy mày nhé, nhưng mà hay mặc được ấy. Thôi một mặt. Đấy, em này ạ, size to đây mọi người nhá. Size L nhá. Ui đẹp chưa. Em này này, size chuẩn L bên ngoài nhìn nó ống lên luôn nhá. 55 đến 60 cân. Chị ơi, nó là hàng si ấy. Chị chốt cho mã cho em nhá. Cái ly nó dập đẹp cực kỳ, mọi người nhìn cái ly của nó này. Đó. 55 đến 60 cân mặc vừa, em này dập ly đẹp dã man cho em luôn nhá. Chỉ 120.000, mã số là mã số 175 cho em luôn này. Mã 175 cho em luôn. Ai biết gilet không này. Lên một vài em gilet cho mọi người nhá mọi người nhá. Gilet 120.000 bằng chân váy cho mọi người luôn. Size L. Bán chưa? Máy mẫu mặc chưa? Máy mặc tên rồi em bán rồi. Đừng lột ra. Size L nhá. 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân phối với sơ mi bên trong cho em. 120.000 mã số là 160. 120.000 này. Chốt cho em mã 160. Ui mẹ khoác của mọi người. Dã man luôn. Này còn là khoác của các người. Lấy 150 đi hôm nay. Em này đáng ra khoác và phải cung giá này mọi người nhá. Mã máy mẫu mặc. Ok chút nha. ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này này. Áo khoác len cũng chỉ bằng 150 thôi. Chốt cho em mã số là 269. Mã số là 269. Đây em mặc đây. Cho em mặc cái mọi người nhá. Em này biết kiểu dáng kiểu tư. Mới bao nhiêu số lại chỉ đi ạ. Em này chỉ size S thôi ạ. 45-50 cân mặc vừa em này. Cho em mặc nha. 45-50 cân này. 120.000 mã số là 131 cho em. Các bạn xem thử chốt đi nhá. Hôm nay tôi hâm hâm lên tôi bán 269 cho chị Hà Thị Bích Vân. Đây này các bạn này. Hôm nay em hâm em bán chân váy 120 đấy. Còn đai cô các bạn ơi. Mấy phương linh bao lâu thông tin đi ạ? Ôi chị đã mang rồi bỏ đai nhá. Đây, 131 cho chị Nguyễn Mền. Em màu đen là một cái chiếc bình này. Đen này giống kiểu em mặc em mọi người nhá. Màu đen này dáng suông giống kiểu em mặc, nó cũng dập ly toàn bộ cho em luôn. Cạp chun nha, em này size M và L. 53-57 cân mặc vừa em này. 53-57 cân cho em này. Báo em này 120, mã số là 215.
120 chốt cho em mã số là 215 này. 215 này. Đây em phải xin cho chất yêu lông cừu để gọi là thôi rồi này. Len cừu cho em mọi người nhá. Len cừu size L XL nhỏ. Có hai con ngắn đấy chị Dương Huyền ơi. Dưới 63 cân mặc vừa em này cho em được các chị này. Màu của nó bên ngoài là kiểu màu hơi hơi nâu nhạt, rất là dễ mặc nhá. 150.000 mã số là 926 cho em. Chị Nguyễn Mền ơi, cái này mác đánh size M, chị có mặc được size M không? Mã số là 926. Chị Nguyễn Mền có mặc cái size M không thì bảo em nhá. Đây này, ôi chân váy đây, em mặc chị ơi. Không quả ly nó dạ một lớp, khả năng 3 hôm nữa. Ôi quả ly nó đẹp chưa đẹp bác này. Quả ly dập ly này phối đồ cái gì xinh, kể cả phối áo phông rất là xinh nha em mọi người nhá. Size M luôn, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa chị bé này. 26 cho chị Đinh Thị Tí. 50 55 cân 120 mã số là 114. Tân em này cơ. Má, có đây, mã 857 cho chị Nguyễn Mền nhá. Mã số là 857. Ôi đây rồi. Đây rồi, em váy nữa rồi các bác ơi, em này là kiểu yếm nha mọi người ơi. Này. Em này là kiểu yếm nha mọi người. Em này là kiểu giống như oversize á, S, M, L đều vừa, nó là yếm nha mọi người nha. 150.000, mã số là 147 cho em. Chị Hiền Nguyễn. Tí bao con địa chỉ để chị Hiền Nguyễn nói sao em cho chị ấy biết rồi. Để này, em tìm em nào xinh cho chị nhá. Em tìm em nào xinh nhá cho chị nhá. Em nào xuất sắc là để chị nhá. Đây. Này cho em này, dập ly cho em nhẹ nhàng này. Mà em dập ly, màu của nó là màu xám bạc cho em. Ai thích kiểu màu sang sang với em này cho em được này. Size S thôi, 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân màu xám bạc này, 120. Mã số là 137. 114 cho chị Hoài Bùi. Mã số là 137 cho em luôn này. Đấy là 269 đi ạ, cho chị Đinh Thị Tỷ. Đây, đẹp chưa, yêu ơi, hoa đẹp quả chám cho em. Chất len cừu dây dặn cho em luôn này. 53, 57 cân mặc vừa em này. 53, 57 cân. Len lông cừu, 53, 57 cân nhá. 150, mã số là 777. Mã số là 777. 137. 137 cho chị Đoàn Thanh Thủy. Mặc cái là bé thật sự đấy. Đây, em xinh trời, đẹp màu hồng, em màu sang rồi đấy. Màu sang, bữa sang cho em nhá. Đây. Đẹp chưa? Bác nào vừa em lấy luôn đi. Cái này, này, em ơi, quả ly nó dập đẹp cơ. Em này nhá, size M nhỏ cho em, eo 6670. Eo từ 6670 đây. Eo từ 6670 này. Bán em này chỉ cho các chị với giá 120.000, nó số là 140. Em ơi, đẹp mê ly luôn đấy. Đã 140 đây, ai hỏi ngắn đẹp. Đẹp chưa? Ai hỏi ngắn đây mọi người nhá, phần trên của nó là trơn, là nhung. Dưới là dập ly ở phần dưới gấu nhẹ nhàng cho em chút xíu chị này. Một em dáng ngắn kiểu chữ A cho em nhá mọi người nhá. Eo thoải mái cho em, eo từ 74-78 mặc vừa em này. Dáng giữa đùi của em, eo 74-78 nhưng không có nhiều mặt, ít ngắn cực kỳ nhá. 120, chốt cho em mã số là 119 cho em này. Mã số là 119 cho em luôn nhá. Cực, con này màu đồng nhá mọi người nhá. Sang cho size L. Nó ghi là size L nhưng không đến đâu mọi người ạ. Con màu hồng đẹp như vậy. Các bạn. Hồng quá đỉnh luôn đồ quá, chứ quá chuẩn. Trên line nó màu không đẹp mà các bác không nhìn rõ. Em này đây ạ, eo 6468 thì sẽ S thôi mọi người nhá. 140 cho chị Nguyễn Hậu. Eo 6468 cho em này, màu kiểu vàng đồng. 119 cho chị Thủy Bùi. Bán em này 120.000, mã số là 191 cho em rồi nhá. Mã số là 191. Ui đây, đẹp tí mã chưa. Ui, quả ly này. Ngất ngây cả tây luôn các bác ơi. Em này vẫn là cặp chun nhá mọi người nhá. Eo 6872 mặc vừa em này, size chuẩn M. Có nhiều size to mà chị ơi. Eo 6872 chuẩn M cho em mọi người nhá. Dáng rất là vừa phải luôn này, cái ly nó mới lắm ấy. 120.000, mã số là 521 cho em, đẹp chưa? Mã số là 521 cho em. Mèo không ạ? Kiểu em mặc thì lấy em này cho em mọi người nhá. Giống kiểu em mặc size S thôi. 45-50 cân mặc vừa em này, bên ngoài phối ren này, ních nhũ nhẹ. 120.000, mã số là 107. 120.000 mã 107. Đẹp em thử này. Đẹp dã man. Chất lượng chưa? Chất dày dặn cho em. Em này thì SM đẹp nhất, mặc người càng nhỏ càng đẹp cho em nhá. Anh check đơn của chị Hoa Vũ kìa, chị gửi bưu điện hay gửi gì mà 15 ngày rồi. Em này chị này, 45 tổng độ 53 cân mặc vừa em này. Cho chị Nguyễn cứ dưới 53 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này với giá là 150.000, mã số là 958. Mã số là 9. Hoa Vũ đợi em tí em bảo người check luôn đây. Ôi xinh chưa các bác ơi, siêu cute này. Nhìn như mochino vậy. Đang bảo là mochino luôn thế này. Vặn thường nhẹ nhàng, size M lớn 53, 57 cân, màu trắng kem. 53, 57 cân, 150, mã số là 915. Mã số là 915 cho em luôn này. Đây em này, cái đẹp này. 958 cho chị Lâm Anh. Hàng hiệu cho em mọi người nhá. Này hàng hiệu cho em luôn, dập đi này, xinh chưa? Quá đỉnh luôn. Đây, chị Hoa mua hàng chị của Bị Hoàn rồi nhá. Eo 6872 cho em này. Eo 6872 mọi người em này. Cho chị Trần Như 6872
tiểu thư dã man. Chị cứ chốt đơn đi, nếu mà đơn chưa đi bọn em thì tự động dồn đấy. 120.000 cho chị Thảo đó. Mã số là 194 màu xanh nhạt nhá. Mã số là 194 cho em luôn, màu là đỉnh dã man luôn chị này. Màu xinh thế nhở. Cái màu là nó hơi hơi kiểu nâu nâu hồng nhẹ cho em nhá. Cạp chun. Đây ai size M thì lấy này ạ, M và L nhỏ. 53 57 cân mặc vừa em này. 53 57 cân cạp chun cho em. 120.000 mã số là 144 cho em này. Mã số là đi bưu điện à? Mã số là 144 194 cho chị Thúy Hằng. Đây, tiểu thư chưa? Đính đá các chị nhá. Ai tiểu thư lấy những em này đi này. Ai thích tiểu thư lấy những em này cho em đi ạ. Dáng kiểu nhẹ nhàng nhá, phối những em áo dáng áo đơn giản trên rất là ok cho em luôn. Eo thoải mái cho em, rưỡi mọc vừa em này. Eo từ 65 đến 70 mọc vừa em này, size S nhá. 120.000 mã số là 282 cho em. Mã số là 282. Màu là các chị ơi đẹp chưa? Con này mà mặc đi bốt thì thôi đỉnh của chóp này. Mặc với kiểu là quần đùi dạ rất đẹp lắm mọi người ơi. Em này size L nhá. 55 đến 63 cân mặc vừa em này. L XL nhỏ đến 63 cân mặc vừa em này cho em. 150 mã số là 944 cho em. Cảm ơn chị Đăng Anh. Mã 944 này các bạn tiết cho em luôn nha các bạn nha. Mã tiết này các shop toàn bán 208 các bạn. Em nào cũng đẹp các bạn ơi, em nào cũng mê luôn ý. M 50 55 cân. 50 55 cân này cái màu của nó là hơi hơi màu xám xanh nha mọi người nhá. 150.000 thôi ạ. Chốt cho em lên lông cừu mã số là 969 cho em. Mã số là 969 cho em. Cái đen dáng dài đi đang chạy. 944 cho chị Hải Yến. Đen có nhiều mà. Nhìn này, quả đen thùng đỉnh. Tốt là đỉnh cho em luôn này. Em này nhá, người càng nhỏ mà càng xinh. S M L ai mà cũng đẹp hết vì nó là oversize ấy mọi người. 150.000 mã số là 238 đen nắng dài đúng không? Mã số là 238 đây, đen đây. Em này quá dễ mặc cho chị này. Em này sẽ mặc với cái đồ gì cũng xinh nhá. SM cứ dưới 55 cân mặc vừa em này. 120.000 mã số là 223 chân váy nhung nhá. Mã số là 223 cho em luôn này. Xanh đi. Con màu xanh em biếng. Con này có dây lụa đúng không? 238 cho chị Lý Thu. Hàng hiệu cho em mọi người nhá. Xem là hàng Hastyle cho em mọi người này. Xanh gì? Không biết sai rồi, em này thế này đẹp chưa? Em này nhá, mix màu cho em kiểu hơi hơi kiểu chuyển màu nha em mọi người. Eo thoải mái cứ dưới 72 mặc vừa em này. Eo 6872 này size M cho em. Chưa chị Thúy Hải. 120.000 màu độc cực kỳ, mã số là 167. Không mặc len đâu chị ạ. Lấn váy thì em lấn thôi mọi người nhá, không có đâu. Mà chỉ có áo len thôi mọi người ơi. Đẹp chưa? Này đẹp chưa? Chị nào mặc được oversize mặc con này đẹp. Mặc em này vậy thì em chân váy xòe ngắn này hoặc là váy quần dạ cho em đi bốt lên rất là xinh nhá. ML 50 60 cân, màu rất là sạch luôn. Màu kiểu màu gọi là màu kiểu màu xám đậm mọi người nhá. 150.000 mã số là 102. 150.000 chốt cho em mã số là 102 các bạn tiết này. Len họa tiết cho em, dáng đơn giản dễ mặc. 45 đến 50 cân chuẩn S. 45 đến 50 cân 150.000 mã số là 868 cho em. Mã số là 868 này. Các bạn thử đúng không ạ? Ôi con này đẹp quá. Đây, em này thường này không thể bỏ qua được. Len thường này không thể bỏ qua cho em được nhá. Mặc cái chân váy xòe màu đen hoặc là màu kem cho em đều rất là đẹp. ML 50 60 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 853. Dáng len thường nhá. Mã số là 853 cho em luôn này rồi. Màu này đẹp này. Ai bảo em chân váy nhung một size nhỏ thì lấy những em này đi ạ. 40 50 cân mặc vừa những em này. XS và S đều vừa được cho em mọi người nhá. 40 50 cân này dập ly siêu xinh. 686 120.000. 686 cho chị Thảo đó. 120.000 mã số là 548. 120.000 mã số là 548 cho em luôn này. Màu đẹp chưa? Đây này ạ. Ui, đẹp chưa? Size S luôn nhá. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân 120.000 mã số là 536. Mã số là 536 cho em luôn này. 548 cho chị Kỳ Nam Nguyễn. Màu đen này, màu đen nhá, ly nhỏ. Một em màu đen ly nhỏ cho em luôn này. Ê, ai hỏi size L lấy này đi ạ. 55 đến 60 cân mặc vừa em màu đen cho em. 55 đến 60 cân màu đen 120.000 mã số là 187 cho em nhá. Mã số là 187 cho em luôn này. Mã 187. Ai, ui, mít chân dài các rồi. Giống cái ai mặc giống kiểu của em đang mặc nha mọi người nhá. Nó cũng phối chân ren nhẹ nhàng cho em luôn này. Eo 6874 mặc vừa em này. Cái này nó là nhung ấy, nhìn nó không có bóng đâu. Cho chị. Thảo Đỗ. 536 đâu. Thảo Đỗ. Eo 6872. Chị Quỳnh Anh Trương. Eo 6872 này 120.000 mã số là 272. Chân váy nhung dập ly toàn bộ ấy mọi người nhá, không phải là lấy chân váy nhung đâu. Nó không bóng đâu, nó là nhung đấy nên lên chân váy nhung cho các bác. Đây này, tiếp theo chị này, đây có mũ đi, vậy còn áo len và hút đi cho mọi người nhá. Em này ạ, à, áo len này họa tiết và dáng hút đi cho em luôn. M 50 57 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 261. 150.000 chốt cho em mã số là 261. Mấy con len họa tiết đẹp chứ.
em này đỉnh đẹp chết người chưa? Luôn này. Nào để các người xem mình chất này. Ôi nhìn mê ly các bác ơi. Em này nhá, em mở 2 cho chị hoa hồng 48 tầm độ 55 cân. 48 đến 55 cân 150.000, mã số là 103. Mã số là 103 là len thùng này. Len thùng em thật sự chị em nào thì lấy. Em nào cũng đẹp nào mê luôn các bác ơi. Em lên thực này nhá, đa số 1 cho chị đoàn đa số lên thực nó là dáng oversize á, nên là S, M, L đều đẹp, người càng nhỏ mà càng đẹp. 150.000 mã 846. 150.000 mã số là 846 cho em luôn này. Màu đỏ đi. Này hươu các bạn thích hươu lấy này này. Mà em tiếp này, chất dày dặn cực kỳ đẹp nhá, len cừu, size S thôi. 45 đến 50 cân mà quần phối chân váy là dập ly màu đen theo dưới cực kỳ xinh luôn. 150.000 mã số là 133. Mã số là 133 cho em luôn là 133. Đây, 103 cho chị Trung Đinh. Đây là màu rêu của nhá, màu rêu đậm ạ. Em này size M, 50 tầm độ 55 cân này. Dáng cặp chun bản to giống như em đang mặc ấy mọi người. 120.000 chốt cho em mã số là 501. Mã số là 546 cho chị Nguyễn Loan. Thấy nhiều bạn mặc cái này các mặc với cả chân áo kiểu mùa hè áo phông cũng được mọi người ạ. Rất là đẹp nhá mọi người, phối với cái gì cũng xinh luôn ấy. Mùa thu mặc tầm này đẹp nhá. Mặc cái được mà, chung mặc cái mùa nào cũng ok mọi người, rất là dễ phối đồ luôn ấy. Em này nhá, em mở cho chị Hà Thị Bích Ngân. Cứ dưới 55 cân mặc với em này, dưới 55 cân này, 120.000 mã số là 145 cho em. Mã số 133 cho chị Lê Ngọc. Này, tiếp này, ai thích mặc kiểu size to thì em này giờ đi mặc nhỏ này. Em này nhá, em này nhá. Dập ly này, dập ly bản nhỏ cho em này, phải size to nhé mọi người nhá, phải tầm độ size L, XL lên em này. Các chị này dập ly bản nhỏ mặc lên cực kỳ đẹp cho em luôn. 145 cho chị Nguyễn Thanh Loan. 55 đến 63 cân mặc với em này, có cả quai lụa hàng hiệu cho em nhé mọi người nhá. 55 đến 63 cân này nhìn tem hàng xịn các chị này, nhìn tem hàng xịn cho em luôn. Đó. 55 đến 63 cân mặc với em này. Bán em này với giá là 120.000, chốt cho em mã số là 792 cho em nhá. Dáng bụng chân rất là vừa phải. Nó không quá dài cũng không quá ngắn nhá mọi người nhá. Nó rất là vừa luôn các chị ơi. Mặc đi làm, đi chơi đều đẹp. Cái màu thì lấy ngay, màu này cực kỳ hiếm. Cái màu này siêu hiếm cho em mà còn trẻ đấy mọi người nhá. Phối với áo phông đơn giản màu trắng hay màu đen thôi ạ, nó lên đẹp cực kỳ mọi người ơi. Em này nhá, thoải mái size SM 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. Sáng quá à. Đợi chút em chỉnh. 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em này này. 120.000 và số là 218. 792 cho chị Ngô Minh Loan. Rút cái đèn này ra xong cho anh sáng 1221 số là 2 em khuyên bác cho em luôn này. Khiến cho anh sáng 1225 chị em sợ bị lòa quá đúng không? Em sợ mọi người không nhìn rõ được ấy. Cho anh sáng 218 cho chị Hoàng Thanh Xuân. Em là cái chị này đẹp chưa này? Em là cái màu đó mọi người nhá, rất là đẹp, rất là sang lắm mọi người. Nó make cho em này, make cho em này, rất là xinh luôn này. Để em xem con màu của tối mọi người nhá, để em xem nha. Chỉnh cho mọi người ánh sáng nha mọi người, cho chuẩn nó dễ nhìn đấy. Đây chị này, em này nhá. Em này mọi người này, em này thoải mái size M lớn 53-57 cân. 53-57 cân mặc với những em này cho em luôn chị này. Màu xinh lắm luôn ấy, nó dập ly cũng rất là đẹp. Dáng xòe chữ A nha. 120.000 chốt cho em mã số là 224. Mã số là 224 cho em luôn này. Mã số là 224 cho em. Đây màu đen đây. Ai hỏi màu đen là những em này đi ạ. Màu đen là cái màu quá là dễ mặc rồi, ai mặc lên cũng đẹp hết nhá. Cặp chun của nó là cặp chun bản nhỏ. Chị nào khoảng tầm độ size L thì lấy em này ạ. 72-76 mặc vừa em này cho em này. Eo 72-76 size L cho em luôn ạ. Màu đen trơn nhá, phối với áo màu gì cũng đẹp. 120.000 mã số là 350. 120.000 mã số là 350 cho em mọi người nhá. Cảm ơn chị Hà Thị Bích Ngân ạ. 350 này đây, mặc thường đây, đẹp chưa? Áo len mặc thường cho em này. Áo len này không đẹp thì không biết nói gì các bác ơi. M, L, XL nhỏ nhá, cứ 63 cân mặc vừa em này, dưới 63 cân lấy em này cho em luôn. Bán em này 150.000. 224 cho chị Quỳnh Phương. Mã số là 815 cho em. 350 cho chị Trần Hạnh. Mã số đổi đây này, ai hỏi bạn từng không ạ? Ai này lấy này ngay cho em này, không phải suy nghĩ nhiều luôn. Em này mặc quá đỉnh luôn ạ. M lớn và L 53 60 cân mặc cầm chắc luôn. Nặng dã man luôn nhá, khoảng 60 cân em này quá tuyệt vời luôn ạ. Cái màu nó cũng sang luôn. Chỉ 150 mã số là 850. Chất dày là đẹp. Mã số là 850 cho em này các bạn tiếp này. Bạn tiếp đỉnh chưa? Đấy. Xuất sắc luôn các bác nhá. Em này M luôn, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Áo len họa tiết 50 55 cân 150.000 mã số là 556. Mã số là 556 em luôn nha mọi người nhá. 850 cho chị Hà Thị Bích Ngân. Màu xinh quá này.
Cái màu này kiểu nó kiểu bên ngoài là màu xanh cổ vịt cho em nhá. Size S thôi, 45-50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân này dáng hơi xòe, à nhẹ. 120.000 mã số là 342. Mã số là 342 này. Thích đáng tiểu thư đấy em này cho em này. Bên trong của nó dập ly, bên trong là màu xám ghi dập ly. Và bên ngoài nó lớp phối 2 lớp ren. 56 cho chị Hiền Phan. Cho chị nào eo từ 6672 mọi người nhá. Eo từ 6672 mặc vừa em này này. 120.000 mã số là 195 dáng tiểu thư nhẹ nhàng. Mã số là 195 phối hoa đấy chị ơi. Một em phối hoa size to nhá. Các chị các mẹ em. 342 cho chị Nguyễn Việt. Size to cho em mọi người nhá. Khoảng tầm độ eo size L, XL. Khoảng tầm độ eo từ 74 hoặc 80 mọi người, em này ok này. Eo 74 80 ok các cô các chị này. 120.000 ạ, số là 138 ạ. Mã số là 138 em. Em này không đẹp với tôi, chị có chất nó dày dặn chưa? Chất nó dày đẹp cho em luôn. Màu rêu nhá, size M. 50 tầm độ 55 cân. 120.000 mã số là 856 cho em. Mã số là 856 này. Đây ai ở xét, tôi chẳng chị ở xét đấy mày đi này. Em này nhá, phần trên nó như kiểu mix giả cạp da ấy. Ở trên là giả cạp da cho em nhá, dập ly nhẹ nhàng. XS và S thì lấy em này. Eo khoảng tầm độ dưới 66 à dưới 68 mặc vừa em này. 138 cho chị Hằng Linh. Eo cứ dưới 68 mặc vừa em này cho em nhá. Eo càng nhỏ mặc càng xinh cho em luôn. 120.000 mã số là 200, chị xanh nhỏ đấy lấy đi. Mã số là 200 cho em nhá mọi người nhá. 56 cho chị Thái Thanh. Này mọi người này, em này chị nào mặc kiểu đang bầu bí từ đấy mày ok thì này. Đây, chỉnh được nhá mọi người nhá. Kéo khóa cho em. Đó. Em này đi ạ, thoải mái cho em size SM, 45 tầm độ 55 cân, bầu bì lấy mạnh ok cực kỳ. 150.000 mã số là 183 cái tiệm này. Mã số là 183 này, màu đỏ phối. Riêng kẻ ở chấm bi em nói 200 rồi. 200 cho chị Hương Nguyễn. Ai cũng nên có cái dáng rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ ấy ạ. Khoảng tầm độ từ 48-52 cân nhá. 48-52 cân, 150.000 mã số là 766. Mã số là 766 cho em luôn nha mọi người nhá. Mã 766 cho em này. Em này len thừng các chị ơi. Len thừng phối nhá mọi người nhá. Len thừng phối cho em luôn này. Em này tay chuông size L, 55-60 cân mặc vừa em len này cho em. Chỉ 150.000 thôi, mã số là 275 cho em luôn này. Mã số là 275 cho em luôn nhá. Mã số là 275 cho em. Đây, len họa tiết mọi người đi. Len một em dáng len họa tiết 45-50 cân mặc vừa em này màu trắng nhá. Phối chân váy màu đen cho em. 45-50 cân, 150, mã số là 835. Mã số là 835 cho em luôn này. 835. Váy đen. Chân váy đen này. Chân váy giống kiểu em mặc nhá mọi người nhá. Chân váy màu đen dập ly giống em mặc này, size S. 45-50 cân mặc vừa em này dập ly toàn bộ. 150.000, 120.000 cho em. 183 cho chị Quỳnh Phương. Mã số là 563. Mã số là 563 này. 563 này. Đây, đẹp. 275 cho chị Hạnh Nguyễn. Em này đẹp quá này, màu rêu cho em size to rồi. Em này size to, em phải tầm độ size L, XL nha mọi người nhá. Khoảng tầm độ eo từ 72 khoảng tầm 78 mặc vừa em này. Eo từ 72, 78 cho em này L, XL nhỏ. Bán em này 120.000, mã số là 135. Mã số là 135 này. Giống em được em mặc cái này, cũng cả kiểu cả bản to trong phố chứ. Đẹp lắm, em này đỉnh lắm mọi người ơi. Nhưng em này tầm độ size M nhé mọi người nhé. S thì hơi rộng, phải size M cho em. 50-55 cân mặc vừa em này. 563 cho chị Trần Như Quỳnh. 50-55 cân này, bán em này các chị với giá là 120.000 cho chị Mạc Thủy. 120.000 mã số là 855. Mã số mặc bán rồi 855 này, đây đẹp chưa. Mấy em mặc nhiều cực kỳ các chị ơi. Các em nào mặc lên cũng đẹp như thế luôn, chị còn đẹp hơn luôn ý. Em tiếp theo này, màu xanh 45-50 cân. 45-50 cân này, 100, bán em 150.000, mã số là 509. Mã số là 509, em lấy bược em mặc cái má cho nó giống nhau mọi người ạ. Áo khăn này, 855 cho chị Hiền Nguyễn. Dáng len lông cừu áo khăn nhá, em này thì gần như là S, M, L đều vừa. Chất len lông cừu cực kỳ đẹp cho em, dáng cổ lọ này. 150, mã số là 862. 150, chốt cho em mã số là 862 cho em này, họa tiết này. Ôi, căng chưa? Họa tiết nét căng size M, 50 tầm độ 57 cân, 150 mã số là 209. 150 mã số là 209 đây. Chân váy gần giống em mặc cái này, cũng dập ly nhá, xong cặp bả to này. Nhưng là năm nay đen rất hot luôn. Em này mọi người phối đồ gì đẹp mình cho. Áo gì cũng đẹp mọi người ạ. Em này size chuẩn XS và S size nhỏ nhá, 45 cân. 45 cân dập ly thì rõ đẹp, rõ nét luôn.
120 mã số là 562. 120 mã số là 562. Áo tiếp này, áo len này, mic này. Áo len mic nhá, tay chuông. M 50 57 cân 150.000, mã số là 292. Mã số là 292 cho em. 509 cho chị Lê Hội. Len ép giấy bịch cho em này. Em này nhá, 48 tổng cộng 53 cân. 48 53 cân 150.000 chất giấy dặn, mã số là 998. 562 cho chị Trần Thị Khuyên. Mã số là 998 họa tiết này này. Len họa tiết cho em một cái nhá. 292 cho chị Trà Xanh. Len họa tiết cho em luôn này. Em này M L 50 57 cân mặc vừa em này. 50 57 cân họa tiết này. 150.000 mã số là 263. Mã số là 263 cho này em này. Đây, màu rêu mọi người nhá. Màu rêu này, em này nó không bị quá tối như màu đen đâu, nhưng mà rất là dễ phối đồ, mình phối đồ với cái màu gì cũng xinh cho em mọi người nhá. S và M nhỏ, dưới 53 cân mặc vừa em này cho em. 120.000, mã số là 502 cho mình, nhưng mà mặc cái gì đẹp thật sự luôn đấy. Mặc với em nào cũng xinh luôn đấy. Đây, bác thích màu hồng không? Em này thích hơi thích kiểu màu sắc một chút, để mình phối đồ cho nó, gọi là cho nó nổi mọi người. Mình có thể phối với áo nhiều màu khác rất là xinh nhá mọi người nhá. Bên em có cho mọi người xem hàng trước khi nhận nhá. Này tiếp cái gì này, thoải mái cho em size M. Khoảng tầm độ từ 50-55 cân mặc vừa em này cho em thì đẹp chưa? 50-55 cân này dáng dài bằng cái hoặc dập ly toàn bộ cho em luôn. Mà chỉ 120.000, chốt cho em mã số là 146 cho em mọi người nhá. Mã số là 146 đây. Em này à? 502 cho chị Lý Thu. Bánh đèo chưa? Ủa đẹp thế. Em trông kiểu thu dã man mọi người. Xinh dã man luôn mọi người ơi. Ba lớp gen luôn, đẹp cực kỳ, nó dập ly các mọi người ạ, đỉnh dã man này. Đó, em này nhá. Em này đi ạ. Cho chị nào này vòng eo chuẩn cho em này. Em này cứ eo dưới 66 mặc à 68 mặc vừa em này. Eo dưới 68 mặc vừa em này cho em. 66 cho chị. Chị Thái. Eo dưới 68 mặc vừa em này 120.000, mã số là 170, đẹp chưa? Mã 170 cho em này. Đây, dáng áo kẻ nhá. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân 150.000, mã 973. Mã số là 973, áo đỏ chị này. Em này những giá này mọi người phối với áo sơ mi bên trong cho em. Bẻ cổ cho em này bên ngoài nhé mọi người nhá. L 55 đến 60 cân mặc vừa em này, dáng khỏe này, kẻ sọc này. 150.000, mã số là 947. Mã số là 947. 170 cho chị Lý Lâm. Một màu, những cái màu này mặc với cái gì cũng đẹp mọi người ạ. Cái màu này siêu sang nhé mọi người nhá. Em này ạ, M 50 55 cân 150.000, mã 110 cho em. Mã số là 110 này, màu xanh nhé chị này. Ôi chất nó dày dặn đẹp quá các bác ơi. Chất nó dày và đẹp lắm nha. Em này size L 55 đến 60 cân mặc vừa em màu xanh em họa tiết hình này. 55 đến 60 cân 150, mã số là 552. Mã số là 552. Các thích kiểu này không ạ? Đây mic cho em mọi người nha, mic này. Mic nơ cho em mọi người nha. Hơi điệu chút xíu đấy này. Hơi điệu nhẹ này các chị này. Dập ly bản to size L. Ai size L lấy luôn em này. 55 đến 60 cân mặc vừa em này. Cho chị Trung đi. 55 đến 60 cân nhá, 120.000, mã 197. Quá đẹp luôn. Mã số là 197 cho em luôn nhá. Ui này. Chân váy len mọi người ạ. Chân len không biết len, đẹp quá luôn này. Như kiểu đuôi cá mọi người ạ, như kiểu đặt trên cá luôn á. Eo thoải mái từ khoảng tầm độ từ 66 khoảng tầm 74 mặc vừa em này nhá. Eo từ 66 74 mặc vừa em này thoải mái cho em. Bán em này với giá 120.000. Trời ơi, mã số là 523. Mấy chân gen giống kiểu em mặc này, cũng kiểu điệu điệu với gen ở dưới ấy. Giống em mặc đây, mã số là 523. 197 cho chị Tinh Đào Nguyễn. Đây nhá, kiểu thư hoặc kiểu mix màu mọi người nhá. Ủa đây, giống chưa? Chưa? Còn đẹp hơn của em mặc luôn, còn mix kiểu gen, còn kiểu thêu thêu ở dưới, đính ngọc cơ mọi người ạ. Sang chảnh vô cùng nhá. Đây, em này ạ, cho chị nào eo thoải mái cho em, eo từ 66 đến 74 luôn này, cặp chân này. 523 cho chị Hiền Nguyễn. Eo từ 66 đến 74 cho em này, eo cái màu này sang lắm ý. Cái màu nó đẹp, dã man luôn. 120.000, mã số là 507. Em là người chuyện thiệt thòi nhá, mọi người nhá. Họa tiết Fendi cho em, áo này, chất dày dặn đẹp lắm. Em này size chuẩn S, 45 đến 50 cân, họa tiết Fendi này. Bên ngoài cái màu nâu cam này nó rất là nhẹ nhàng, rất là kiểu nó một kiểu pastel, nó rất là sang luôn. 45 đến 50 cân này, 150.000, mã số là 106. Mã số là 106 cho em luôn này. Ôi đây, ôi. Em này không đẹp lấy nào bác ơi, đỉnh chưa? 507 cho chị Nguyễn Thị Thanh Phương. Phê chưa? Chất nó phê cho bác ơi, cầm lên thấy thích rồi. M L cho em 50-60 cân, nhưng mà không có cái thứ hai luôn nhé. 50-60 cân 150, mã số là 851. Mã số là 851. Đây. Cứ cổ lọ bác lấy cho em, cứ cổ lọ lấy nhá mọi người nhá. Cổ lọ phối với cả chân này em này, sơ mi lên này. Trời ơi đẹp lắm các bác. Cho chị Nguyễn Thị Thanh Phương. Mặc này cho em này đẹp chưa? M L nhá, 50-60 cân cực kỳ đẹp, 150, mã số là 122. 150, chốt cho em mã số là 122 này, màu trắng kem đi. Màu trắng kem, em này 48 tổng cộng 55 cân. 48 đến 55 cân, 150, mã số là 262 màu kem nhá.
Mã số là 262 cho em luôn này. Rồi, em này không đẹp lấy cái gì bây giờ. Em này phối cái gì cũng xinh mọi người ạ. Kể cả phối với từ áo len hay áo hai dây như em mặc hay là kể cả áo phông đều đẹp hết nhá mọi người nhá. Size S 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa như em này này, màu đẹp chưa? Màu hôm nay không có khoác len đâu chị ạ. Hôm nay không khui khoác len. 120.000 mã số là 136 cho em nhá. 120.000 mã số là 136 cho em này. Mích chữ gì này? Mích chữ này. Mích chữ cho em này. Em này nhá, LXL 55-65 cân. Chưa chị Thúy Hải. 55-65 cân, 150 mã số là 826, đẹp chưa? Màu này luôn. Mã 826 em chân vào chân váy này. Nhìn mê các chị ơi, những cái màu này nhìn nó mê cho em luôn mọi người nhá. Em này đây, hàng của The Lemon cho em luôn các chị này. Em này nhá, dập ly nhẹ nhàng, khoảng tầm size mỏ 36 cho chị. 48 đến 53 cân, 120, mã số là 171. Mã số là 171, mít chữ này, size S thôi. 45 đến 50 cân màu hồng, 150.000, mã số là 572. Mã số là 572. Họa tiết chị này, ôi chất nó dày lặn lắm, các bạn nhìn chất này. Xuống chưa? Chất là dày, mịn quá là mịn. 48 tầm độ 55 cân. 48 đến 55 cân này, 150.000, mã số là 921. Cho chị Đặng Thúy Hằng. Mã số là 921, em màu đỏ nào cũng đẹp sao mọi người ạ? Màu đỏ em nào cũng đẹp cho em mọi người nhá. Mặc thành dáng dấu quần được luôn. ML 50-60 cân, 150, mã số là 254. Mã số là 254 cho em luôn này. Màu đen 826 cho chị Trà My Ngô. Màu đen em bảo rồi nhé, màu đen ai cũng cần có một cái chị cứ lấy cho em đi ạ. Size L 55-60 cân, 120, mã số là 201. Cái máy đen nhá. Ủa đây là đẹp. 572 cho chị Vân Võ. Nhức nách các bạn ơi, đẹp nhức nách luôn nhá. Size SM khoảng độ từ 48-55 cân. Ai lấy này luôn cho em đi, đẹp lấy em này luôn. 48-55 cân, 120.000, mã số là 526 cho em luôn nhá. Mã số là 526 này đây, tiểu thư đây. Ai kiểu thư đấy này. Cho chị Hạnh Nguyễn. Này, cạp này, nhìn cạp như kiểu đôm chè luôn, đẹp xịn chưa? Dập ly toàn bộ cho em mọi người nhá. Cho chị chuẩn S đây ạ. Size chuẩn S cứ dưới 50 cân mặc vừa em này. Chị Hiền lấy lại thế này. Dưới 50 cân mặc vừa em này cho em này. Dập ly này, 120.000 thôi nhá. Chốt cho em mã số là 525. Chị Hiền lấy lại Hiền này, mã số là 525 cho em luôn này. Đẹp dã man luôn này, xinh xuất sắc luôn. 525 nhá. Đó tiếp theo thì này, xinh chưa, dập ly này. Dập ly toàn bộ cho em này. Size L, thoải mái chị áo size L đi ạ. 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân này. Bán em này các chị chỉ với 120.000, mã số là 811 cho em. Mã số là 811 525 cho chị Hiền Nguyễn. Đây, xinh chưa? Hút đi mọi người nhá. Dáng hút đi có mũ này, len nó như kiểu len cao mọi người, xinh cực kỳ cho em luôn này. Em này SM 45 đến 55 cân có mũ, 150.000, mã số là 118. Ôi giời, răng sói luôn. Một em dáng răng sói nhá. Một cho chị Hồng Nguyễn. Dáng răng sói em cái màu đẹp, có chất nó đẹp này. Chất nó lạ cực kỳ luôn mà dáng răng sói nhá, không có cái hai luôn nhá. L 55-63 cân size to ạ. 55-63 cân mặc vừa em này này. 150.000 mã 948. Mã số là 948 này. Em ơi em dập đi đẹp chưa, cái màu sáng lắm mọi người. Cái màu nó còn kiểu 118 cho chị Hiền Nguyễn. Màu kiểu màu loang ấy mọi người ạ. Màu kiểu màu loang size M. 50-55 cân, 120 mã số là 105. 120 mã số là 105 full lông thỏ này. Áo của lông thỏ. Áo hai dây rồi các bạn ơi, vì cái không em mặc gì à. Em này đấy ạ, thoải mái M và L nhỏ, 50-57 cân. 50-57 cân này bán em này với giá là 150.000, mã số là 517. Mã số là 517 cho em mọi người nhá. Đây cổ lọ đây. Ai cần cổ lọ các chị đấy, em này thì nhìn cổ lọ nhá, mọi người phối sơ vin này mà mặc vào chân váy cho em. Đẹp dã man cho em luôn đấy ạ. S và M nhỏ dưới 53 cân, dưới 53 cân mặc vừa em này cho em nhá. Phối chân váy em mặc cũng được mà phối quần bò cũng đẹp. 150.000 mã 781 cho em. 105 cho chị. Mã 781 cho em này. Đây cái này tuyệt vời luôn. 517 cho chị Hiền Nguyễn. M lớn 53 57 cân màu rêu. 53 57 cân bản to cho em 100 cặp cái bản to 120 mã số là 551. 120 mã số là 551 cho em này. Màu xám xanh. 81 cho chị Nguyễn Việt. Xám xanh nhá. Thoải mái từ 47-51 cân. Xám xanh này 120.000 mã 174. Mã 174 em này nhá, len mịn này, dập vào dưới này. Em này khoảng độ size M thôi. 48 tầm độ 53 cân. 150.000 mã 129. 150.000 mã 129 cho em màu tím đây ạ. Ui tay chuông cơ. Màu tím tay chuông nhá. Chị Hiền Nguyễn. Em này ML 50-60 cân đều vừa hết cho em. 50-60 cân. 150.000 mã 573. Quá đẹp. Màu tím nha. Mã số là 573 cho em luôn này. Màu đen cho em tiếp này. Em này không dập ly nhá. Em này riêng này thì không dập ly, nó là dáng xòe chữ A nhẹ.
Size S thôi, khoảng tầm độ dưới 52 cân mặc vừa em này. 120, mã số là 189, dáng độc nhá. Mã số là 189 anh em này, ố nhũ cho em. Bên trong bích nhũ dập ly các chị này. Bên ngoài là mix gen, trong em này thì gần như là không có em nào đụng hàng nhá mọi người nhá. Nhưng em này về là không có em đụng hàng luôn. Mặc lên là chỉ có nổi bật trở lên thôi nhá mọi người nhá. Eo thoải mái từ 66-74 ạ. Eo từ 66-74 cho em, dập ly bên trong này. Bên ngoài cũng dập ly và phối nhũ cho em. 120.000, mã số là 161. Mã số là 161 luôn này. Sang chưa? Đây, sang chưa cho em luôn này. Mặc hai kiểu các chị nhá, ở này bên trong lót này. 573 cho chị Lê Trang. Em này size to rồi mọi người ơi. Em này tầm độ size L lấy này cho em nhá. Size L, eo 72 76 mặc vừa em này từ 55 đến 60 cân. Một bán em này với giá là 120.000, mã số là 155. Chị Hoàng Thanh Xuân, mã số là 155 này. Áo len tiếp này, size to L, XL. Em này là oversize mọi người. Oversize cho em 150.000, mã 267. Toàn bộ Zile có thỉnh thoảng mà em ít mọi người nhưng không có nhiều. Đa số là đây là Zile này, đa số là áo len nhiều hơn. Zile đây mọi người nhá. Zile này, em này S, M, L đều vừa. Zile cho em. Zile 120.000, mã số là 287. 155. Hôm nay len toàn bộ là len lông cừu hết nhá mọi người nhá. Len lông cừu này dáng áo khăn này, nhưng em này thường là giá 250 mọi người nhá. Thoải mái M, L, XL vừa hết cho em. Oversize em này là dáng áo khăn mà. 150, mã số là 825. Len lông cừu cho em này. Mã số là 825. Len hoạt tiếp nhá. 287 cho chị. Lên hoạt tiết này, em này phối sơ mi ở dưới nhá. Em này size M thôi, 53, 57 cân mặc vừa. Em này chất mềm mịn cực kỳ. 150, chốt cho em. Mã số là 104. Mã số là 104. Ủa đây, mà em màu đỏ nào cũng xinh rồi. Đây, em màu đỏ nào cũng xinh cho em này. Bạn thùng này, ôi S, M, L đều vừa nhá. Mặc càng to, em này mặc kiểu và càng rộng càng xinh cho em. Người nhỏ nhỏ lấy em này đi. 150.000, mã số là 953. Em là S, em kiểu anh người ạ. Bởi vì như thế em 104 cho chị Hiền Nguyễn. Đây, em nào chị nào này. Ôi 825 cho chị Trần Hạnh. Em này em đẹp quá là vừa lấy luôn. Bác là vừa phải lấy ngay cho em mọi người nhá. Em này eo từ 66-70 lấy luôn. S, M nhỏ, eo từ 66-70 cho em lấy luôn em này này. 953 cho chị Mai Lê. 120.000, mã số là 524. Chị Hiền em Hiền ơi, em đẹp cực kỳ chị Hiền ạ. Mã số là 524, chất nó kiểu chắc chắn, nó dày dặn mọi người ạ. Mã 524 cho em này, tiếp này. Em này nhá, tiếp này, size L 55-60 cân mặc vừa em này cho em. Dáng đúng đầu gối dập ly này. 55-60 cân, 120.000, mã 116 màu đen. Mã số là 116 cho em luôn này. 524 cho chị Nguyễn Thị Thanh. Em này là dáng khoác đây mọi người. Áo khoác đây mọi người nhá, khoác len 45-50 cân, mình có khoác là phải 300.000 không? Bán với giá là 150.000 luôn. 45-50 cân, 150.000, mã số là 823. Bằng áo len luôn. Mã số là 823 cho em luôn này. 823. Màu xanh sáng. Màu xanh sáng nhá. Chân ba treo trên giá là áo thì vậy. Áo này áo đấy trên lên mọi người luôn nhá. Em này đây ạ, này, mix dập ly chân này. Mix dập ly và mix gen chân này các chị này. Size S, M nhỏ, cứ dưới 53 cân mặc vừa em này cho em. 120.000, mã số là 270. Mã số là 270. Em này gọi là mê ly mỹ mãn các bác nhá. Em này mới là mê ly mỹ mãn các bác này. Em này S, M cứ dưới 55 cân mặc vừa em này. 45-55 cân em đảm bảo này quá đẹp luôn các bác ơi. 45-55 cân. 23 cho chị Lục Hoa. Siêu đỉnh này, 120.000, mã số là 153, đẹp chưa? Đây kẻ sọc ơi chị ơi. Kẻ sọc chị hào hỏi đấy ạ. 45-50 cân mặc vừa em này là len lông cừu nhá mọi người nhá. 150.000, mã số là 220. Tất cả hôm nay áo len thì đều là áo len lông cừu hết này. Chốt cho em mã số là 220 cho em nhá mọi người nhá. Mã số là 220 cho em luôn này. Đây, chân váy len màu đen tiếp này, size to. Ai size to lấy này đi ạ. Ai size L, XL lấy em này. 270 cho chị Hoàng Hương. L, XL chất nó dày kỳ. 55-63 cân mặc vừa em này. 153 cho chị Nguyễn Thu. 55-63 cân, 120.000, mã số là 550, chất siêu dày. Mã số là 550 cho em. Màu vàng nhá, em này ạ. Giống như kiểu là len, em này chất len giống như len Nhật ấy mọi người. ML, 53-60 cân, 150.000, mã số là 125. Mã số là 125 cho em mọi người. Mã 125 này, màu này. Ôi, còn nhiều các bác ơi, cứ bình tĩnh, còn nhiều lắm các bác ơi. Em này các chị này, em này nhá. 220 cho chị Nguyễn Thị Ngọc. Thoải mái cho em size M lớn, 53-57 cân, 120.000, mã 514. Mã số là 514 cho em này. Màu này ơi, cái màu kiểu xáo lông chuột này rất là hiếm nhá mọi người nhá. Sạch, đẹp mà hiếm. L, 55-60 cân, chỉ 150.000, dáng len lông cừu thôi ạ. Chốt cho em mã số là 112. Mã số là 112. Hồng kẻ nạ, em này là gì đúng không? Em này đúng không? Em đang tìm hồng kẻ đây. Hồng kẻ nha mọi người nhá. Em này là dạng áo trùm mông, thoải mái oversize với tầm một size to ấy ạ. L, XL, 2XL vừa nhá em này cho em. 514 cho chị Hải Yến. Phải size to với vừa nhá. 150, mã số là 286. 550 cho chị Nga Đỗ. Mã số là 286
nhá. Chân em mặc 8 rồi chị ơi, vẫn còn nhiều em chân váy giống em mặc lắm, chị yên tâm nhá. Chân váy nào cũng đẹp, mặc lên thì đều đẹp hết mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái M 50 57 cân màu xanh này, 150.000. Bán rồi chị ơi. 150.000 mà số là 555 đây, thì mọi người dùng em màu đen nhá. Chỉ mà em màu đen bình thường đơn giản dùng em mặc luôn là đã đẹp rồi mọi người này. Đây. Em này cái chị nhân này. Em này cũng dập ly này, cũng giống em mặc này, cũng cạp chun này, giống em mặc đây. M, size M, 50, nằm độ 55 cân mặc vừa em này. Bán em này chỉ với giá là 120.000, mã số là 103, giống em mặc đấy nhá. Mã số là 103 này, đây thôi này. Giống em mặc nhưng mà size S. Giống em mặc nhưng mà size S, 45 đến 50 cân này, dập ly, dáng xòe nhẹ này. 120.000, mã số là 506, đấy nhân tay cho em. Mã 506 cho em luôn này. Dáng tay chuông nhá, bạn thường. Bạn thường ML 50 60 cân 150.000. 150.000 mã 560. 150.000 mã 560 nha. Ủa chất này. Nó dày nó đẹp dã man mọi người ạ. L 55 60 cân 150.000 mã 132. 150.000 mã 132. Kim Yến em này không nói lấy cái gì bây giờ các bác, em nào cũng đẹp ấy, em nào cũng mê mẩn luôn. M lớn 53-57 cân 150 mã 828 cho em. 150 mã 828 này, cổ lọ này em bảo rồi. Riêng cổ lọ của cái gì cũng xinh nhá mọi người nhá. Cổ lọ chân váy vải, chân váy em mặc nhá, nó là vải nhung nhá mọi người ơi. Em này đi ạ, SM 45 tổng độ 55 cân mặc vừa em này, cổ lọ 150.000 mã 225. Mã số là 225 cho em mọi người nhá. Mã 225 này. Đây chắc đẹp cho size M. 50 tổng độ 55 cân mặc vừa em này, quá đẹp. 50 55 cân 150.000 mã số là 808 cho em luôn này. Mã số là 808 cho em luôn. Đấy nhá, cái giá này nhá chị nhá. Những em này đa số đều là những em mà gọi là len lông cừu. Rất là dày. Áo size 48 50 cân có chị ơi, áo size S là 48 50 cân đây. Những em này em ấy luôn nhá. Những em này đa số nó sẽ là dáng oversize bởi vì sao? Nó là dáng len thừng. Các chị nào mà như em tầm như em 48 cân đấy là em nào mà cũng đẹp luôn các chị nhá. Em nào mà cũng xinh. Em này đây là S M L, em nào cũng đẹp luôn các chị này. Mặc lên nó cực kỳ xinh vì nó là dáng rộng mà. 150.000 mã số là 922 cho em luôn này. Mã số là 922 này. Chân váy này không lấy thì đặt tiếc nhá mọi người nhá. Chân váy không lấy thì chỉ có tiếc trở lên thôi. Em này ạ, size chuẩn S 45 đến 50 cân. Dáng dài vừa phải, mặc mùa nào cũng hợp luôn, mặc mùa này cũng được, mà mùa hè cũng được cho em, mùa đông cũng đẹp luôn. Cứ dưới 50 cân mặc vừa em này này. 120.000 mã số là 387 chân váy nhung. Mã số là 387 này. Màu sáng dáng tiểu thư nhá. Chân váy nhung xòe dập ly này, màu sáng dáng tiểu thư. Hơi mít kiểu là phần gấu hơi mít kiểu loe nhẹ mọi người. M và L 50 57 cân mặc vừa em này. 50 57 cân 120.000 mã số là 1956. Chị ơi, chân váy size L các chị cứ lấy theo vòng eo, bởi vì sao? Bởi những em này của em nó là cặp chun nhá. Là mình cứ nghe em nếu mà mình size mà size L ấy ạ, thì eo mình khoảng độ từ 72 76 đó. Còn nếu chị nào size eo 70 thì chị lấy size M cho em. Em này tiếp này. Ui đẹp chưa đây. Em này L lấy luôn, size L lấy luôn đấy ạ. Khoảng tầm độ size L từ 55 đến 60 cân nhá. 120.000 mã số là 172 đẹp mỹ mãn màu nâu này. 487 cho chị Thùy Lê. Bạn thường các chị nhá, len thừng. Len thừng lúc nào cái hàng này ra nó quá đẹp. Chất lượng thì đỉnh. Đỉnh cao luôn. Size L ạ, 55 đến 60 cân màu xanh nhá. 55 đến 60 cân len thừng, 150 mã số là 965. Mã số là 965 cho em mọi người này, họa tiết này. Một em dáng len họa tiết nha mọi người nhá. Len một em dáng len họa tiết này, L XL. 172 cho chị Hồng Nơ. 55 đến 65 cân mặc vừa em này, 150.000 mã số là 867 cho em luôn này. Mã số là 867 cho em luôn nhá, màu xanh đi. Ui chất này. Xuống này mà bác chị ơi, chất nó cầm ở ánh mịn luôn. Em này size to nhá. L XL 55 đến 65 cân mặc vừa em này, 150.000 mã số là 179 cho em luôn này. Mã số là 174. Em hồng chị nhá, gọi là có 102 chị nhá. Không có nhiều những em màu sắc như vậy đâu. Size S lớn là M 4853 cân mặc vừa em này. 4853 cân dập ly này, mới ơi là mới cho em. 120.000 mã số là 827 cho em này. 120.000 chốt cho em mã số là 827 cho em luôn. Mic nhũ chị nhá, mic nhũ này là chân đen. Thích kiểu tiểu thư giống hạt lếm này đi ạ. Mic nhũ phối chân ren toàn bộ cho em luôn đi ạ. Cho chị nào có vòng eo chuẩn cho em này, eo từ 70 đến 76 mặc vừa em này. Eo từ 70 đến 76 này. 827 cho chị Trần Thị Nhung. Bán em này với giá là 120.000 mã số là 158 cho em. Mã số là 158 của chị hàng Only này. Hàng hiệu Only nhá chị ơi, đây. Hàng hiệu Only của Hàn nhưng ghi XS cho em luôn các chị này, đẹp chưa? XS nhá, hàng hiệu Only của Hàn. Nó ghi XS như thế em là phải cầm được S. 45 đến 50 cân mặc vừa em này, 150.000 mặc số là 866 cho em mọi người nhá. Mã 8 size M có chị ơi, yên tâm nhá. Là size gì có đây. Váy xòe rêu size M đúng không? 158 cho chị Nguyễn Thị Dung. Bình tĩnh các
có này, em này size to rồi, em này tầm độ size lò cho em rồi. Chân váy rêu này, dập ly dáng xòe cho em này. Cho chị nào eo thoải mái, em này size lò XL, eo từ 75 đến 80 cho em, lò XL nhá, màu rêu cho em. 120.000, số là 193. Mã số là 193 cho em luôn này, mã 193. Áo size nhỏ. Một em áo size nhỏ, chân váy màu vàng á, để em tin nó có không biết à, ok em để em lên cho chị luôn nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân, cái màu họa tiết cực kỳ xinh. 150.000 mã 769 cho em. 150.000 mã số là 769. 866 cho chị Vân Võ. Em này mọi người nhá, em này đỉnh luôn. Vân Võ anh mới inbox số điện thoại địa chỉ để em này mix màu. Em này mix màu cho em mọi người nhá, mix màu này, em này là chân váy hot girl. Ok chị, em này là chân váy hot girl. Vân Võ anh mới inbox luôn thông tin đi ạ. Em này chân váy hot girl nhé mọi người nhá. Eo thoải mái từ 66-76 mặc vừa em này. Chân váy hot girl này dập ly mix màu, eo từ 66-76 cho em. 150.000, 120.000, mã số là 513. Hot girl nhé mọi người nhá. Mã số là 513. Của em tôi mới thì lấy cái gì hả các bác ơi. Mặc thành hai kiểu cho em được nhé mọi người nhá. Em này mặc thành áo hay mặc thành váy đều được. 193 tùy theo cho chị Na Đỗ. Theo chiều cao của mình này mặc dấu quần cho em đi. 769 cho chị Dung Ly. SML đều vừa lên thừng nhá. 150.000 mã số là 938. 150.000 mã 938. 513 cho chị Hiền Nguyễn. Chấm bi dập ly nhẹ này. Em này size SM 45 tầm độ 55 cân đều vừa dáng xòe chữ A to. Dập ly bảng nhỏ 120 mã số là 529. Mã số là 529 cho em này. Cũng là chấm bi, nhưng em chấm bi này 513 của chị Hiền Nguyễn ạ. Cũng là chấm bi, chấm bi này của nó thì nó không phải là dập bi nữa nhá. Chấm bi này của nó là dáng hơi loe như của dáng hoa la kèn mọi người. 938 cho chị Vũ Mạnh. Eo từ 75 đến 80 của em này. Eo 75-80 nhá mọi người nhá. 120.000, mã số là 203 cho em. Mã số là 203 này. Ui, hàng này giống hàng của Boy London chưa các bác. Hai bên đính này, toàn bộ nó là dáng len ép lông cừu, dáng áo khăn, SML đều vừa. 150.000, mã số là 810 cho em. 529 cho chị Kim Yến chị. Mã số là 810 cho em. Dạ. Họa tiết này, họa tiết đỉnh của cho các bạn ơi, họa tiết đỉnh của đỉnh. 45 tầm độ 5253 cân. 5253. 45 đến 5253 cân này. Bán đêm này 150.000, mã số là 284. Mã số là 2810 cho chị Hằng Linh. Ai hỏi em rêu xòe đâu mọi người nhỉ? Rêu xòe size M thì lấy em này. Chuẩn size M 50-57 cân mặc vừa em này, rêu dáng xòe nhá. 120.000 mã 527. Mã số là 527 cho em luôn này. Ui hút đi có mũ chị ơi. Len nhưng mà là dáng hút đi mọi người nhá. Áo len dáng hút đi, len lông cừu nó dày, nó mịn vô cùng cho em, size L 53-60 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 127 cho em. Mã số là 127 cho em mọi người nhá. 284 cho chị ngày 8. Họa tiết của Balenciaga này. Áo họa tiết của Balenciaga nhá mọi người nhá. S thôi, 45-50 cân màu đỏ. 150.000 mã số là 211. Mã số là 211 cho em luôn này. Chân váy nhá. Mã 21 chân váy cho em này. 527 cho chị Nguyễn Thị Thanh Hoài. Hàng hiệu cho em mọi người ơi. Hàng hiệu nhá. Quay là hàng hiệu này, ly của nó là kẹp chung là kẹp chân bản to, ly vừa phải. Size M thôi, 50-57 cân, 120.000. 211 cho chị Mai Lê. 120.000, số là 522. Đây, chân bánh không nhiều nhá, chân bánh có ít thôi nhá. Ui, ui, màu đỏ, đọc màu đỏ xinh này. Em màu đỏ nào đẹp cho em ạ, các chị ơi, tin em màu đỏ nào đẹp. Đỏ thùng này, size to nhá, L, XL, 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân này, chất đỉnh của đỉnh các bác ơi. 150.000, mã 986. 150.000, mã 986 cho em luôn này. Màu đen đi, dập đi nhá. Chân của nó hơi 7 đuôi cá. Chị Hiền Nguyễn. Chân nó hơi 7 đuôi cá nhẹ cho em này. ML, 50-60 cân, chị được mắt nào, dập inbox vào nó chị nhá, chị nhớ chung ơi. Còn rất là nhiều chân máy. Em này đây ạ, à, em này nhá. ML, 50-60 cân, 120, mã số là 219. 986 cho chị Hiền Nguyễn. Này, quả len này mấy lấy cái gì? Len này quá đỉnh của chị Bạn Thường này, nhìn này, cái lọn mét, cái len nó nét căng cho em. Đó, chị chưa? Len mét căng cho em đúng chị ơi, mét viền này. Em này SM thôi nhá, 45 đến tầm độ 55 cân. Em nói lại này, cái len này đa số nó sẽ là len dáng rộng nên các chị từng sợ bị rộng quá nhá mọi người nhá. Mặc em này rộng mới đẹp. 45 đến 55 cân. Cho chị Anh Đào Nguyễn. 150.000 mã 949. Mã số là 949 cho em luôn ạ. Ui đây, sang chưa? Len của họa tiết này. Len của họa tiết nhá, size này size to rồi, L XL cho em. 55 đến 63 cân mặc vừa em này. Anh Đào Nguyễn anh mới bao công ty để chốt tiếp. 55 đến 63 cân mặc vừa em này nhá. Rêu xòe mà mã gì vậy em hình hết rồi sao chị ơi? Rêu xòe hết rồi, rêu xòe tay cầm mã bao nhiêu kìa? Thắm. Tay cầm mã bao nhiêu? Đấy cái rêu đấy.
949. Mã số là 949 nhá chị ơi. Chị gì hỏi mã gieo xòe chị có biết kiểu 949 nhá chị ơi. Em này nhá, LXL 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là 809 cho em. Mã số là 809 cho em nhá mọi người nhá. Mã 809 em này đẹp này. Cái em này gọi là Meli này, cực kỳ xinh cho em, 45 đến 50 cân cho em. 45 đến 50 cân nhá, dập ly này, dáng đến khoảng tầm bụng chân của em này, mix gen. Em này siêu đẹp, 120.000, mã số là 545. Mã số là 545 nha mọi người nhá. Mã 809 cho chị Thu Hương. Ui này, và tem mác này, size M cho em mọi người nhá. Này, tem mác size M dây con lòng hiệu cho em luôn này. Em này đỉnh lắm. Đỉnh dã man cho em luôn, có xếp tầng đó chị nhá, không cái thứ hai luôn. Em này không có cái thứ hai luôn ạ. Nó ghi là size M nhưng theo em phải là bộ size XL mọi người. Đây em này ạ. Khoảng tầm độ eo cho chị Nguyễn Hương Ly. Size L nhá, eo 72 76 này, xếp tầng cho em. Eo 72 có xếp tầng này, 120.000, mã số là 520. Mã số là 520 cho em rồi. Ui len này, thật đẹp thế. 48 tầm độ 55 cân ạ. Áo len nhá, 48 55 cân mọi người phối với áo mà mọi người phải áo này với cả chiếc bánh ngắn hoặc là áo quần dã rất là xinh cho em mọi người này. 150.000, mã số là 961. Mã số là 961 cho em luôn chị này. Mã 961 cho em rồi. Này chiếc này màu đen này. 520 cho chị Hồng Nguyễn. Màu đen dáng xòe nhá, size M và L. 50 60 cân mặc vừa em này. 50 60 cân chân này xòe dấm ly này. Bán em này chỉ với giá là 120.000. Chốt cho em mã số là 205 cho em luôn. Mã số là 205 cho em luôn nha mọi người nhá. Rồi tiếp theo này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 961 cho chị Dương Nguyễn Hiền. 45 đến 50 cân, 150.000, mã số là 941 cho em luôn. Dương Nguyễn Hiền hơi mới to công ty để mã số là 941 cho em. Ôi ơi. Họa 205 cho chị Nguyễn Hồng. Họa tiết như mochino, chất thì nó dày, ôi là dày, đanh ôi là đanh cho em mọi người nha. Các bạn các chị muốn tìm cũng không có mọi người. Size L, 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 150.000 thôi, mã số là 237 cho em. 150.000, mã số là 237. Màu đỏ em nào xinh nói rồi. Màu đỏ em nào xinh em nào đẹp cho em này. Nít cổ ven cho em. Đây, 45 đến 50 cân mặc vừa em này. Em này nhỏ em xinh nhá. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 150.000, mã số là 978 cho em. Mã số là 978 cho em luôn nhá. Đây, 978 xanh tiếp này. Em này kiểu xanh hơi kiểu là 237 cho chị. Kiểu màu loang rồi, hơi kiểu màu loang một chút nhẹ này. Size L, 55 đến 60 cân dập đi. 55 đến 60 cân, 120.000, mã số là 748. Mã số là 748. Em đẹp tôi luôn chị các bạn này. Em này không đẹp cũng là chịu luôn vì nó quá đẹp rồi. Màu xanh dương, 48 tầm độ 55 cân nhá. 48 đến 55 cân, chân váy nhung này, dập ly toàn bộ cùng với cái gì cũng xinh. 120.000, mã số là 544. 978 cho chị Diệu Linh Hoàng. Mọi người phối với áo phông cũng được cho em này, với áo len đều được. Nhưng mọi người nhá, mông tui rất là ok luôn, áo gì cũng đẹp luôn nhá. Này, tiếp này, cũng dập ly xòe màu rêu, cái màu này vừa đẹp vừa sạch, nó rất là dễ mặc nữa. Em này size M rồi SM, 45 tầm độ 55 cân đều vừa. 120.000 chốt cho em 100. Cho chị Hiền Nguyễn. 120.000 chốt cho em mã số 100 cho em luôn này. Áo len ép lông cừu cho em nhé mọi người nhá. Len lông cừu màu xám, cổ lọ, size M và L, 50 57 cân, chỉ 150.000 thôi. Chốt cho em mã số là 962. Mã số là 962 cho em màu hồng này. Ôi hồng này có tác không chị nhá. Này, áo có tác cho em luôn, đích tác ra này. SM 48 tổng cộng 55 cân. 48 đến 55 cân, 150.000 áo. Mã số là 283. Mã số là 283 màu tím nhạt. Cái màu này siêu hiếm nha. Màu tím nhạt này siêu hiếm cho em này. Em này size M, 48 tổng cộng 55 cân, 120.000 mã 543. Mã số là 543 này. Ôi chị này, yêu vu này. Em này là toàn lông cừu thôi mọi người ạ. Em này toàn lông cừu thôi, mặc thành dáng váy hay dáng áo đều được tùy theo chiều cao của chúng mình nhá. Cao hoặc thành dáng áo trùng mông, thấp bọc thành dáng váy cho em. M, L, XL, 150.000, mã 936. Mã số là 936 cho em luôn này. Áo cổ lọ này. Cổ lọ M, L, 50-60 cân nhá. Cổ lọ dáng kẻ, em bảo rồi riêng kẻ cho biết chị lấy cho em đi. Người phố nhà em nhỉ, cổ lọ phải sơ vi lên cho em mặc chân váy này. Nó đỉnh của đỉnh, nó bao nó đẹp lắm luôn nha. Bán em này 43 cho chị Đoàn Thanh Thủy. 150.000, mã số là 105. Sơ nhớ là phải sơ vi lên cho em nhé mặc nha. Mã số là 105 cho em. Đây, áo đỏ tiếp này. Áo đỏ tiếp nhá. Mặc thành dáng trùm mông mặc vào những em quần dạ hay là chân váy xòe á. ML 50 60 cân mặc vừa em này. 150.000 chốt cho em mã số là 227.
và 227 họa tiết nét căng, họa tiết nét căng đét cho em này. SM 45 tầm độ 53 quay đầu, 45 tầm độ 5253 cân bọc vừa em này, 150.000 mã số là 909, mã số là 909 cho em. Đây. 237 của chị khác rồi chị ơi. Không đẹp rồi, đẹp bao nhiêu đẹp chỗ này. Ôi, chân mix gen này. Vừa dập ly, vừa chân mix gen cho em mọi người ơi. Em này đi ạ, eo thoải mái cho em, eo từ 6674. Eo từ 6674 cho em này, màu đẹp dáng sang mix gen. 120.000 và số là 801. Em này phải lấy ngay cho em này, bác nào size S lấy mày đi. Bác nào size S lấy mày ngay cho em luôn này. 45 tầm độ 5253 quay đầu thôi. Cứ dưới 53 cân mặc vừa em này cho em màu hồng nhá mọi người nhá. Hồng hồng ruốc, hồng nâu ấy, đẹp lắm, sang lắm. 120.000 là số là 819. Phối với em áo phông đơn giản một màu cho em thôi là rất đẹp rồi. Mã số là 819 cho em luôn nhá. Mã 819 này. Ai size to thì lấy này cho em đi. Ai size to thì lấy này cho em. Cho chị Nguyễn Thị Dung. Size to thì lấy này cho em nhá. Eo thoải mái cho em, eo từ 75 đến 80. Eo 75 80 bọc vừa em này cho em size XL này. 120.000 mã 854. Mã số là 854 cho em. 819 cho chị Hoàng Thanh Xuân. Áo lên mặc hai kiểu được mọi người nhá. Em này mặc thành áo hay thành khoác đều được tùy mọi người. Họa tiết 45 đến 50 cân len lông cừu, 150 mã số là 996. Khoác được, áo được, mặc kiểu gì cũng được cho em. Mã 996. Hương cái chị này giống em mặc ấy mọi người. 45 đến 50 cân. Em hương này. 150.000 mã số là 826. Mã số là 826 này. Họa tiết nha mọi người nhá. Em này mặc thành dáng kiểu dấu quần, mặc thành dáng váy cũng được. Họa tiết cây thông với chị này, dáng dài, mặc với cả chân váy xòe ngắn nhá mọi người nhá, hoặc là quần dạ, quần ngắn bên trong quần da ấy. Ok chị. Thoải mái cho em ML 50 60 cân. 50 60 cân mặc vừa em này này, 150.000 mã số là 124 cho em. Mã số là 124 đây. Em này đúng không? Chị mix vàng này đúng không? Mix vàng này đúng không? Em này nhá, L 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 54 cho chị Nguyễn Yến. 150.000 mã số là 755 cho em luôn này. Mã 755 đây, kẻ vàng đấy ạ. Mà em kẻ vàng nhá. 996 cho chị Phương Nguyễn. ML 50 60 cân mặc vừa em này, cổ nó kiểu cao này. 150.000 mã 568. 150.000 mã 568 này. Đây, len lông cừu tiếp luôn. Em nào cũng lông cừu nhẹ nhàng này. 45 đến 50 cân chuẩn S thôi nhá. Em này không quá rộng đâu. 45 đến 50 cân lông cừu 150 mã số là 994. 150 chốt cho em mã số là 994 này, màu hồng này. ML 50 60 cân mặc vừa em này. 50 60 cân sắn tay nhá. 150 chốt cho em mã số là 768 cho em. 150 chốt cho em mã số là 768 cho em này. Ai hỏi em màu đen đâu mọi người nhỉ, giống em mặc đây này. Màu đen giống kiểu em mặc nhá, em mặc thế này. Cũng kiện em mặc này, giống mấy chân gen cho em luôn này. Khác mỗi cái là cái size của cái này thì to hơn size của em mặc. Size em mặc size S của em này thì phải tầm độ size M và L nhá. 53 57 cân mặc vừa em này. 53 là gần mấy chân gen này, 120.000 mã 540 cho chị Hoàng Châu. Mã số là 540 cho em luôn. Ui đẹp quá. Đây, rêu đậm. Rêu đậm size L, 55 đến 60 cân. 120.000 cặp chun bản to, mã số là 570. Mã số là 570 cho em màu đỏ này. 994 cho chị Nguyễn Phương Thảo. 48 tổng cộng 5253 cân mặc vừa em này. 48 đến 5253 cân, 150.000 cổ lọ nha mọi người nhá, service lên cho em. Mã số là 181. Mã số là 181 cho em luôn này. Ui đây đẹp chưa? Đẹp chưa? 570 cho toàn bộ. Cho chị Hiền Nguyễn. Phố nhũ toàn bộ, 45 đến 50 cân nhá. Phố nhũ toàn bộ này. Phương Thảo anh mới inbox luôn thông tin để được cho tiếp. 150.000 mã số là 251. Đây là của chị Hiền Nguyễn anh ạ. Phương Thảo inbox luôn thông tin nhỉ. Mã số là 251. Ui đẹp quá các bác ơi. 48 tổng cộng 52 cân. 48 52 cân cho em nhá. 150.000 mã số là 184. 251. 181 cho chị Hùng Dương Dụng. Ui em đẹp thế nhỉ. Em đẹp lắm các ơi. Em đẹp mê luôn các chị ơi, mê mẩn luôn nhá. Em này nhá, M, L, XL, 2XL hết cho em, ai mặc lên cũng đẹp cho em nhá. 150.000 mã 903 lên họa tiết. Mã số là 903 lên họa tiết cho em luôn này, chân váy nhung màu đen. Em này không quá dài nhá. Không quá dài, thấp hoặc em này thoải mái nhưng bởi vì nó chỉ đến đầu gối của em thôi. Em này M, 50 tầm độ 57 cân. 120.000 mã 157. 120.000 mã 157 cho em luôn này. Đây, L 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân màu kem nút nút cho em 120.000, chốt cho em mã 160. 120.000, chốt cho em mã số là 160 này. Di lê này.
di lê thế rồi nhá, cực kỳ hiếm, có vài em thôi. Bác nào có di lê nhanh tay cho em luôn. 157 chưa chị Hoàng Linh. Di lê size L, 55-60 cân mặc vừa em này, cho em 120.000 bằng váy nhá. Mã số là 933. Mã số là 933. 160 cho chị Nguyễn Yến. Chưa. 48 tầm độ 52 cân. 48-52 cân này không quá rộng đâu, cổ V cho em nhá, dáng vừa phải. 150.000 mã 912. Phối sơ mi cho em. 993 cho chị Nguyễn Phương Thảo. Quả len thừng này, chị ơi nhìn chất này. Len thừng cho em nhá. ML 50-60 cân. Mặc sơ mi lên chưa? Nguyễn Phương Thảo, bác địa chỉ để được chỗ tiếp, dừng chỗ Nguyễn Phương Thảo. 50-60 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 279. 150.000 mã 279 này, màu vàng em 933 ơi. 933 cho chị Hải Yến. Em này nhá, cầm nặng chữ tay, len lông cừu nhưng mà cực kỳ mịn. Thảo, bao thông tin đi ạ? Lông cừu nhưng mà nó như kiểu len ép lông cừu, mịn, dày. LXL, 55-65 cân đẹp lắm nhá, màu cũng đẹp luôn. 150.000 mã 923. Mã số là 923 cho em màu đen này. Em đỉnh luôn này. 48 tầm độ 55 cân. Chân váy nhung bản nhỏ, 48-53 cân. 120.000 mã 844, dập ly nhỏ cho em. Mã số là 844. Em này cũng đẹp, đúng không chị của bác này? Em này nha, quả đai eo chị ạ. Đây đai eo này, mình buộc đai eo cho em này. Mặc cái đầu buộc đai eo này cho em nhá. Mặc đến đâu buộc đai eo này nó cho em. Cặp chu này, dập ly thì quá đỉnh luôn. Em này size M và L, 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân nhá, màu này đỉnh dã man, cái tùng xòe rất là đẹp. 120.000, mã số là 547. Hiếm có khó tìm đấy các bác nhá. Mã số là 547, đẹp dã man luôn. Họa tiết da báo chị này. Họa tiết da báo nhá, không có nhiều. Size L, 55-60 cân mặc vừa em này cho em. 55-60 cân họa tiết da báo này. 120.000, mã số là 541 cho em. Mã số là 541 cho em luôn nhá. 541, chất này, mê chưa? Size chuẩn S cho em, 45-50 cân thôi. 45-50 cân mặc vừa em màu đen này cho em, dập ly này, size nhỏ. 120, mã số là 817. 547 cho chị Hiền Nguyễn. Ủa cái gì đây? Trời ơi, các bạn ơi, cái gì đây? Các chị nhìn rõ không ạ? Họa tiết, em này họa tiết vào đó là hàng của Mochino nhé mọi người nhá. Này, tem mát này, đầy đủ các bác luôn nhá. Hàng xịn Mochino đó các chị ơi, em xếp vào đây này thì giá là 200.000, quá đẹp, quá xịn luôn. Hàng hiệu chuẩn Mochino cho em đó các bác này. SM nhỏ, cái 53 cân mặc vừa em này. 200.000, mã số là 516 cho em. 200.000, mã số là 516 cho em. 541 cho chị Lý Lâm. Này, cổ lọ cho em này. Em này MLXL. MLXL 150.000, mã số là 904. Em kia nhanh tay chị ơi, mỗi kêu nhanh tay cho em luôn. Không suy nghĩ nhiều. Lấy luôn. Đẹp chưa này, 45-50 cân dập ly. 45-50 cân dập ly. Bán em này, bán em chỉ giá 120.000. 516 cho chị Trần Quế. 120.000, mã số là 549 cho em. Mã 549 chất này. Ôi, xuống chưa? 45-50 cân. 45-50 cân này, 150.000, rất siêu dày và đẹp. Mã số là 999. Mã số là 999 cho em luôn này. Ôi ơi, họa tiết theo nha mọi người nhá. Em này mặc cho em thành hai kiểu, mặc thành áo hay thành khoác đều đẹp cho em. 40-50 cân nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. 40-50 cân mặc vừa em này này. 159 cho chị Kim. Khoan, 150.000 thôi nhá. Mã số là 963 bằng áo cho rưỡi thôi. Mã số là 963 đây, di lê các bác ơi, nhanh tay cho em di lê này. Di lê quả chám đẹp chưa? Di lê quả chám ạ. À. Em này size L, XL nhá. 55-65 cân mặc vừa em này. 120.000 mã 168 cho em. 120.000 mã 168 này. Em này không lấy cái gì hả bác ơi? Là nhìn cổ đó này. Áo dưới bên trong nhá. 963 cho chị Hà Thị Bích Ngân. Áo dưới bên trong này, bên ngoài của nó là mix họa tiết theo chất giả của nó, chất len này. Nhìn đẹp chưa? Len này gọi là không tìm được bên ngoài đấy mọi người ơi. Không tìm được bên ngoài luôn. SM 45 tầm độ 55 cân. 168 cho chị Hiền Nguyễn. Lấy này ngay cho mình, nó quá đẹp mọi người ạ. Mới, đẹp, dã man. 150.000, rất dày lắm nhá. Mã số là 908. 150.000, mã số là 908 cho em. Màu đỏ này, chất này, phê chưa. 48 tầm độ 55 cân. 48-55 cân, 150.000. Mã số là 937 cho em này. Mã số là 937. Ủa, khoác các bạn ơi. Khoác len nói rồi, mình khoác len là không có giá này đâu nhá. Lẫn em bán mọi người với cái giá siêu siêu mềm là 150.000. 908 cho chị Hiền Nguyễn. 45 tầm độ 55 cân, 150.000 thôi. Chốt cho em mã số là 394 bằng với áo len mọi người nhá. Mã số là 394 cho em này. Dập đi ạ, các chị này, mic này. Ôi, chân nó mic này. Ôi, đẹp dã man cho em luôn đấy. Có em mọi người. Eo thoải mái từ 72-78 nha mọi người nhá. Eo từ 72-78 này size L, XL, 120.000 thôi. Hàng hiệu của Caddy mọi người nhá. 394 cho chị Hiền Nguyễn. Mã 162. Mã số là 162 cho em luôn này. Ủa ơi, hàng cushion.
hàng cushion nặng, em này thì không phải là quá dày nhá, em này vừa phải mỏng nhẹ thôi. Các chị trong nam em này thoải mái ok luôn. ML 50-57 cân, 150.000, mã số là 919, không bị quá dày đâu ạ. Mã số là 919 cho em luôn, thật hồi đẹp quá này. Cái màu này mê mệt các bác ơi. Hồng tím S và XS 40-50 cân mỏng của em này. 40-50 cân, 120.000, mã số là 804. 120.000 mã 804. Họa tiết kiểu dằn di mọi người, kiểu hơi kiểu da báo mọi người. Hơi kiểu dằn di da báo một chút xíu này. Dáng rộng S, M, L, XL đều vừa, tay chuông cho em. 150.000 len lông cừu nhá. 919 cho chị Nguyễn Thị Hoa. Len lông cừu mã số là 966. Mã số là 966 cho em luôn này. Chất này. Chị này, nó có đanh mà nó mịn, nó dày như này phải sướng không? Em nào cũng thế luôn. 804 cho chị Kỳ Nam Nguyễn. XS và S nha, 40-50 cân. 40-50 cân, 150.000, mã số là 214. Mã số là 214 này, dáng cổ bè này kiểu cổ Đức. Dáng cổ bè này kiểu cổ Đức cho em này, size L, XL rồi. 55-65 cân, 150.000, mã số là 111. Mã số là 111 cho em luôn. Chất này, nhìn nhé mọi người, nhìn lông cừu nó đỉnh chưa? Chất lông cừu nó mê, ơi là mê đó mọi người. LXL 55-63 cân mặc vừa em này, mix màu chuẩn luôn. 150.000 mã số là 165. 150.000 chốt cho em mã số là 165 này. Chị nào hãy hỏi em đây. Chân bé em nói rồi, chân bé đen nhá. Ai cần có một cái bởi sao, bởi vì mọi người phối đồ với cái gì đẹp, kể cả phối như em đơn giản, phối áo hai lệnh đẹp, phối áo phông đẹp, phối với áo len cũng đẹp cho em luôn mọi người nhá. Nên mình các chị nào mua lên cùng với em áo chân váy màu đen đi. Em này size XS và S, 40-50 cân mặc vừa em này, dập ly này. 120.000 mã số là 528 cho em. Mã số là 528 cho em này. Màu xám bạc. 165 cho chị Hương Bùi. Màu xám bạc size S lớn và M nhỏ, 4853 cân nhá. 120.000 mã số là 805. 120.000 mã 805 này. Màu này không đẹp thì lấy cái gì bây giờ? Mấy mặc em bán rồi, trời ơi em nói rồi nhá, mấy em mặc nhá. Nó chẳng khác gì cho máy này luôn các chị ơi, không khác một tí nào. Khác mỗi cái là nó là màu và có thể là độ ngắn, độ dài khác nhau, chứ còn những em này dập ly hết, em nào dập ly cũng đẹp luôn. Em mặc lên nó cũng nhảy hết mọi người nhá, không khác một tí nào đâu. Em này nhá, ML 53-57 cái mặc vừa em này, 150.000 mã số là 511. 528 cho chị Thu Ly. Không tin tí mặc em vài thử vài người xem, tí mặc lên vài mọi người xem thử nhá mọi người nhá. Thì qua mặc vài em thử mọi người xem. Em nào mặc lên cũng đẹp luôn bởi vì em nào nó cũng đẹp mà. Em này tiếp này, chân nó mix gen giống em mặc này, cũng thích gen dưới chân này. Đây, mix gen giống em mặc ở dưới chân này nhưng màu đẹp hơn. Size XS và S. 40-50 cân mặc vừa em này, 150.000 mã số là 802, 120.000 mã số là 802. Không sợ đâu bởi vì những em này dễ mặc lắm mọi người ạ. Những em này đều là những em rất là dễ phối, mặc phối cái gì cũng được ấy. Này, chân đính ngọc này, đẹp chưa? Mê ly luôn, đẹp lung linh luôn mọi người. Size S luôn, 4 không em SM luôn ạ. 45 tầm độ 55 cân đều vừa. 45-55 cân nhá, 120.000 mã số là 821. 120.000 mã 821 này, em ơi đẹp chưa? Gile thì không có nhiều. M và L 53-57 cân, 120.000 luôn, mã 908. Mã số là 908 cho em. Màu kem đi này, màu kem xếp tầng nhá. Dáng hơi kiểu trẻ trung một chút. Cho chị Hiền Nguyễn. 45-53 quay đầu, 120.000 mã 512. Mã số là 512 cho em. Dáng quả chám này, quả chám size M 48 tầm độ 53 cân, 150.000, len lông cừu mã số là 185. 908 cho chị Ngọc Ren. Mã số là 185. Này mà tiếp này, ui em này nhỏ xinh xinh ơi, đẹp chưa? Hương 40-50 cân. 40-50 cân nha. 150.000. 512 cho chị Thu Trần. Mã số là 109 cho em luôn nha. Mã số là 109 cho em luôn. Mix màu các bác này. Mix màu này, lông cừu mềm lắm mọi người, lông cừu không phải bị dặn đâu. Nó rất là dễ chịu nhá mọi người nhá, nó không như dặn lông cừu. Nên lông cừu nó khác nhá mọi người. SM 45 tầm độ 55 cân mặc mềm dễ chịu lắm. 150.000 mã 931 cho em. Mã số là 931 đấy, màu tím này đố chị tìm được luôn. Màu tím này đố tìm được cái thứ hai chị nhá. 109 cho chị Nga Vũ. Các chị nhá, khi mà trên live mọi người, tôi khi màu tối bên ngoài các chị lắc ảnh nó cái màu chuyển màu sáng rất đẹp. Đính ở dưới cho em nhé, mix gen luôn. Em này size M 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này, 120.000 thôi, mã số là 266. Khó thì mới 2 gì luôn chị nhé, mã số là 266 này. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này, 45 tầm độ 52-53 cân, 150.000 mã 871. Mã số là 871. 931 cho chị Lý Lâm. Màu đen đã đẹp rồi nhưng màu đen nào cũng xinh. M lớn và L 53-60 cân ạ. 53-60 cân mặc vừa em này, cũng chân phối gen giống em mặc này, chân phối gen. 120.000 mã 115 giống em mặc, lấy đấy đi. Mã số là 115 cho em luôn ạ. Mã 115. Màu tiếp của em màu hồng. Hồng kiểu hồng ruốc cho em. Hồng này là kiểu hồng ruốc này,
cũng dập ly. Cho chị dập ly này, phần tùng xòe cực kỳ tự nhiên nhá, và em phải phối gen đấy ạ, gen cao. MSM 45 tổng cộng 55 cân tiểu thư này, 120.000. Một năm cho chị. Mã số là 207. Mã số là 207 cho em cũng ui chị ơi. Hơi toàn sờ những cái hàng hiệu đỉnh cao á, còn Dior các bác ơi, chứ không phải là Moschino nhá. Nó còn là Dior các bác ạ. Này, đây này, tem mác bác này. Ui. Mày bán bao nhiêu bác này bác ơi? Mày bán biết bán bao nhiêu bây giờ? XL cho em nhá. L XL. 5 năm 65 cân hàng Dior xịn nhá. 250.000. 207 cho chị. Dior xịn này, 250 thôi mọi người nhá. Giá quá mềm luôn, 250 Dior này, mã số là 974. Các bác nhá, nhìn hàng hiệu đẳng cấp nó khác hẳn luôn. Mã số là 974 này, eo chất này. Chất phê chưa? Ai được em Dior thì chúc mừng các chị luôn. 45 tổng độ 5253 cân mặc của em này. 45 đến 5253 cân, 150.000, mã 952. Mã số là 952 cho em này, họa tiết này. Ô, họa tiết này. 974 cho chị Thu Hương. 48 tổng 53 cân. 48 tổng độ 53 cân mặc của em này. 150.000, mã 515. Mã số là 515 cho em này. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân nhá. 150.000, mã số là 104 cho em này. Mã số là 104. Ôi ôi, mic gen hát thôi. Cặp chân bản to này, mic gen này. 821 cho chị Hương Diệu Phạm. Size chuẩn M, 4, không em này, M nhỏ, 4853 cân thôi. 4853 cân phối gen, 120.000, mã 542. Mã số là 542 cho chị Nhật Huỳnh Nguyễn. Em xịn cho mọi người nhá, 45 đến 50 cân đây ạ. 45 đến 50 cân chấm bi nhẹ nhàng, 150.000 lông cừu đấy. Mã số là 567 cho em. Mã số là 567. Nhật Huỳnh Nguyễn có địa chỉ để được chốt tiếp. Mã số là 567. Ôi này, màu này. Mê chưa? Em này ML 50 60 cân họa tiết, lẽ họa tiết mọi người nhá. 50 60 cân 150.000, mã 907. Chị Văn Võ có được không? Nhanh tay không có nhiều mọi người nhá. Đây rồi. 266 cho chị Thu Ly. Chị Văn Võ inbox luôn địa chỉ để được chốt tiếp cho em hỏi nhiều lần rồi. Size M, ok chị, 50-57 cân. 50-57 cân, siêu siêu đẹp. 120.000, mã 546. Em này em đỉnh này, mã 546 này, em này đấy ạ. Một em họa tiết Moschino. Moschino mix gen này, em này đỉnh chưa? Không đỉnh không lấy tiền. 45 tổng cộng 53 quay đầu. Dưới 53 cân mặc vừa em này nhá. Có 102 này, 120.000, mã số là 326. Không chứ lần 2 đây, mọi người nhanh tay cho em mọi người nhá. Mã 36 đẹp lắm. 546 cho chị Lê Lê. Bạn thường này, size L, XL nhá. 55-63 cân. 55-63 cân mặc vừa em này. Còn 542, 567, 97. Bán em này 150.000, mã 216. 150.000, mã số là 5. À, bao nhiêu 56 à? Mã số là 216 cho em luôn cái này. Đây, 45-50 cân. 326 cho chị Hồng Nơ. 45-50 cân nha, 150.000, mã số là 538. Mã số là 538 cho em luôn này. Cho chị Nguyễn Phương Thảo. Đẹp chưa? Hàng Cherry Boom. Hàng Cherry Boom cho em này. Xả luôn đi, không có địa chỉ, không chốt được. Khách mới thì không, em không xả luôn nhé. Không ngờ chế khác luôn nhé. Em này nhá, em này nhá, LXL 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân này, 150.000, mã số là 126. 150.000, mã số là 126 cho mọi người nhá. Này, đẹp chưa? Chân váy dập ly này. Em ơi, màu cốm này thì gọi là không thể tìm một cái thứ hai luôn. SM nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này, 120.000 chân váy thôi nhá. Mã số là 226. 120.000, mã số là 226 cho em luôn này. Đây, 226 cho em luôn này. Đây, tiếp nhá, áo nhá. Hoa thiết kẻ cho em. Dáng váy á, 45 đến 50 cân một hàng dáng váy cho em. 45 đến 50 cân. Chị Thanh Thu. 150.000, mã số là 300. 150.000 chốt cho em, mã số là mã số 300 nhá. Ủa đây. Những em đẹp này, cổ lọ này, 48 tổng 52 cân. 48 52 cân màu siêu đẹp, chất nó lì cực kỳ, nó len cừu đấy ạ. Đẹp chưa? Để gần mọi người xem luôn, 150.000 mã 943. Em nào đừng có mất thời gian em để người vài em nhỏ để vài em cho mọi người gần mọi người xem nhá. Chất em nào cũng bị luôn ấy, sướng luôn. Này len thùng này. 226 cho chị Vân Thủy. Mà len thùng này các bác này. Em này nhá, MLXL len thùng nó là đằng oversize cho em. 150.000 mã số là 932, chất nó mềm mi mát mê na thôi chị ơi. Mã số là 932 cho em đó chị nhá. Này đây này, để gần mọi người xem chất này. Chất để gần nó xuống cực kỳ là nhìn này. Chất len lông cừu đấy nhá. Len lông cừu này, tay chuông cơ. ML 53 60 cân, 150.000, mã số là 968 cho em. Mã 968 này. 300 cho chị Thanh Thu. Đẹp cho em này nhá, bầu bí hoặc được này. Bầu bí von chen được cái này cho em. Bầu bí von chen được cho em nhá. Bầu bí này đến này, ai bầu đến này đi ạ. Để chị bầu này nhá, ở tập ly 120.000. 126 cho chị Hảo Nguyễn. Mã số là 117 cho em này. Mã số là 117 cho em mọi người nhá. Mã 117 cho em luôn này. Đây, xinh chưa? Họa tiết quẻ quả tráng. ML 50-60 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là mã số 149 chất này.
mã số là 149 lại bạc Hà đúng không? Cái này mình đòi cái này đúng không? Đây, ồ tinh thế. Đẹp dã man các chị này. 48 đồng độ 53 cân bằng vừa em này. 150.000 tay chuông nha, mã số là 264, đẹp dã man. Mã số là 264 này, màu đen cho em đi. Mà em màu đen này, cặp chun nhá mọi người nhá. Em có anh xanh ngọc cho lúc em nhé à. Đen xanh ngọc mọi người. Nào em có vén lên đúng không? Em vừa lên xong đúng không? Em đấy không? Em này các chị tiếp này. Em này nhá. Size SM nhỏ dưới 53 cân. Dưới 53 cân mặc vừa em này. Dưới 53 cân mặc vừa em này cho em. Linh Diệu Phạm. 150.000 chân đánh 120.000 mọi người nhá. 120.000 là số là 807. Mã số là 807. Ủa lông thỏ bác ơi. Áo len lông thỏ bác ơi. Áo len lông thỏ cho em luôn này. 45 tổng cộng 53 cân mặc vừa em này. 264 cho chị Trần Như. 45 53 cân cho em này. 150.000 mã số là 934. Ok chị cổ lọ màu đỏ đúng không? Đây. Cổ lọ màu đỏ cho em luôn này. Ủa các bác tỉnh thật đấy. Em ơi nhìn em nào chuẩn luôn. Sợ là đây em này cổ lọ cho em luôn này. Xem nào. Một em cổ lọ nhá mọi người nhá. Ở đây nó ghi là size L. 55-60 cân mặc vừa em này. Em không đến được, em chỉ là size S thôi mọi người. Em này nếu mà lò thì chật lắm. Chỉ S thôi. 45-50 cân cho em thôi nhá. 150.000 mã số là 151 cổ lọ phối màu ạ. Mã số là 151 cổ lọ cho em này. Cổ lọ tiếp này. Đây. Cổ lọ màu đỏ bạn thường nhá. Em này là size L này. 55-60 cân. 55-60 cân. Cho chị 150.000 mã 976 cho em. Một xanh đi ơi, mã 934 cho chị Huy Hoài. Đây, xanh nhá. Hàng hiệu này, dây quai rồi hàng hiệu cho em luôn, nó hiện XS cho em nha, nghĩ không phải. Tổng cộng phải tổng cộng S cho em 45-50 cân vừa. 45-50 cân, 120.000 mã số là 163. Chị Nguyễn Mền. Mã số là 163 cho em luôn này. 163 đây là đẹp chưa? Hút đi mọi nhá. Len lông cừu em thì rõ lông cừu chị này, lông cừu đẹp chưa? Nó mịn chưa? Lông cừu nó rất là mịn, nó không như là dạ đâu mọi nhá. Lông cừu len nó rất là mềm, rất là dễ chịu thôi. Em nó không phải là kiểu dặn, ơ là dặn như là dạ nhá. Em này đấy ạ, ML 50-60 cân. Hút đi có mũ này, 150.000 mã 828. Mã số là 828 này đây. Chân váy màu xanh các bác nào yêu cầu đây này. Chân váy màu xanh size L, XL. 55-63 cân mặc vừa em này. 120.000 chân váy thôi, dập ly nhá, mã số là 108. Mã số là 108 cho em luôn này. 108 đây, cổ lọ đây. Cổ lọ vàng. Em này len thừng nhá mọi người nhá, để gần mọi xem này. Len thừng cổ lọ vàng, size ML, 50-60 cân. 50-60 cân, 150.000, mã số là 942. Mã số là 942 này, size to này. Size to XL nhá. Khoảng tầm độ 108 cho chị Mạc Thủy. Khoảng tầm độ từ 58-65 cân. 28 cho chị Vũ Mạnh. 58-65 cân mặc vừa em này. 120.000 mã số là 344. Mã số là 344 cho em đây đâu con dối ạ. Bác cứ nhìn thấy con nào bảo em để em lên cho các bác nhá. Họa dạ. Tiết giống như mốt 90. Họa tiết mochino cho em mọi người nhá. Họa tiết mochino này. Em này đây ạ, M, S, M, L đều vừa. Nó là dáng kiểu oversize ấy. Gấu nâu đi nhá. S, M, L đều vừa. 150.000 mã số là 822. 822 nha em luôn này. Đây, tiếp theo chị này, đẹp chưa? Này tiếp theo này, đây, em này ạ. Răng váy cho em, M, L, XL đều vừa cho em này. 150.000 mã số là 848 cho em. Mã số là 848 này. Chân váy nâu cho em nha. Chân váy nâu dập ly, size L thì lấy em này, M lớn và L ạ. 53-60 cân mặc vừa em này cho em này. 53-60 cân mặc vừa em này. 120.000 mã số là 120. Mã số là 120 này. 822 cho chị Hàng Hoàng. Sao đẹp cái này các bác ơi, nhìn này chất của nó này, nhìn chất nhá, này chất này đó này, tay chuông này, vặn thừng này, ML 53 cho mấy con lén này luôn cho em này, còn cổ lọ màu kem 150 mã số là 930. Muốn tìm cái sự khó này cho chị Trương Hoa, mã số là 930 này. Đây là tiểu thư rồi, tiểu thư con gái nhà ai lấy em này đi ạ. À? Ai thích kiểu cho mấy tiểu thư như em mặc thì lấy em này, size S và M dưới 53 cân mặc vừa em này nhá. Hà Thị Bích Ngân cứ dưới 53 cân mặc vừa em này, hàng si nhá chị ơi. Dưới 53 cân mặc vừa em này, một bán đây này với giá là 120.000 mã số là 519. Mã số là 519 cho em luôn nha. Mã 519 cho em này. Đây này, tiếp này. Ôi, mix gen. Mix gen tiếp. Em này size M, 50-55 cân này. Chị ơi. Có dây quai làm hiệu cho em luôn. 930 cho chị Hạnh Nguyễn. 120.000 mã số là 182. 120.000 mã 182 này em ơi. 45-53 cân quay đầu chất này. 45-53 cân, 150.000 mã số là 259. Em nào đẹp, em nào xinh. Mã số là 259 này, màu đen em nói rồi. Màu đen chân mic nha. Chân mic này. 48 tổng cộng 53 cân. 48 53 cân. 2 cho chị Trà My. Lắm ấy, 120.000 mã số là 202.
120.000, mã số là 202. Đấy, tiếp theo chị này, em lại yêu size M đẹp chưa? Size M 50-57 cân, 150.000, mã số là 989. Mã số là 989 cho em này. 45-50 cân màu đỏ nhá. 45-50 cân, 150.000, mã số là 258 cho em. Mã số là 258, em chị còn nhiều nhưng thằng này còn hàng hết rồi. Sao trên máy không nhớ, còn nhiều trên máy không nhá. Em này tiếp theo này, L 5563 cân mặc của em này. 55-63 cân này, đẹp chưa? 120, mã số là 737. 259, 292, 289. 237. Lê Nguyên Vy. Dạ, tiết. Lên họa tiết cho em nhá. 40-50 cân mặc của em này. 40-50 cân, 150.000, mã 987. Mã số là 987 cho em này. Cái màu kem kem đẹp này. Cái màu này đẹp, màu nó kiểu hơn, kiểu kem kem bạc hà ấy mọi người. 4853 cân. 4853 cân, 120.000, mã 260 cho em. Mã số là 260 này. 737 cho chị Nguyễn Thị Thanh Hoài. Cổ lọ nhá. Cổ lọ nhá, mặc thành nắng váy được luôn. S, M, L, XL đều vừa. 150.000, mã 914. Mã số là 938. Em này không lấy cái gì nhỉ? Không lấy tiếp mọi người nhá. Em này không lấy tiếp luôn. Hàng Hàn. Hàng JS của Hàn cho em luôn này. Không lấy chỉ có tiếp thôi, size M 50, tầm độ 55 cân, tỉnh chưa? 50, 55 cân nhá, 120.000, mã số là 128 chất này. 87 cho chị Nguyễn Thủy. Mã 128 chất gọi là mê ly các bác nhá. Quả chám này, hạn kiểu quả chám. Tất cả len hôm nay đều là len lông cừu hết cho em mọi người nhá, đỉnh của đỉnh luôn, mà giá thì siêu mềm. 45-50 cân chỉ 150.000, mã số là 211. Len ép lông cừu cho em nhé mọi người nhá, không phải dễ dàng có những em này đâu. Đây tiếp này, len thừng cho em này. Một em len thừng cho em nhá. ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này, 150.000, mã số là 897. Len thừng nó là oversize, không cần bị rộng mọi người nhá. Mặc càng rộng thì lại càng xinh cho em luôn. Em nhìn cái màu này cái này. Những chân váy nhung mà màu này mọi người, thì mọi người phối đồ rất là dễ. Mặc với những em áo màu tối cho em nhé mọi người nhá. Kể cả là áo len cổ lọ hay là kể cả áo phông cũng rất là ok. M và L 50-57 cân, 120.000 này, dập ly 100%. Mã số là 190. Mã số là 190 cho em này. Đây, ôi em này nhá các chị, đố tìm được luôn các chị ơi. Vừa bích nhũ này vừa chuyển màu ombre, size SM 45 tổng độ 55 cân nhá, muốn tìm cũng khó. 120.000, mã số là 870 cho em luôn này. Mã số là 870 cho em. Đó, quá đẹp luôn đấy. Rồi, tiếp này. Màu là màu hơi kiểu tím nhạt đấy mọi người nhá. Tông màu pastel ấy ạ. Size L 55-60 cân mặc vừa em này, cặp chun. 55-60 cân này, em này những em này đều là dáng vừa phải đến bụng chân của em luôn nhá. 120.000, mã số là 858 cho em. Mã số là 858 cho em luôn này. Len kẻ, em bảo rồi, riêng kẻ và chân bi thì em nào cũng đẹp hết. ML 50-60 cân mặc vừa em này, kẻ này 150.000, mã 984. 150.000, mã 984 của em bèo các bạn ơi, em bèo này. Cổ anh bèo nhá. Em này SM nhỏ dưới 53 cân thôi, chấm bi. 150.000, mã số là 924 cho em luôn này. Mã số là 924 cho em. Cổ mít bò nhá mọi người nhá. Em này mít bò này, cổ bẻ cho em. Đây, cổ phối bò cái này, cổ bẻ phối bò cho em luôn này. 48 tổng độ 55 cân cổ bò, cổ bẻ phối bò. 150.000, mã số là 917. Mã số là 917 cho em mọi người nhá. Đây, cổ lọ đây. Cổ lọ cái chị này, mọi người sơ vi lên cho em, phối nhảy cho em này. Không đẹp thì không biết nói gì các bác ơi. Thoải mái SM 45 tổng độ 55 cân. 45-55 cân cổ lọ nhá, chất len siêu dày. 150.000, mã số là 510 len lông cừu. Mã số là 510 cho em luôn nhá. Mã 510 này, màu xám xanh. Một em màu kiểu xám lông chuột hơi pha xanh nhẹ một chút xíu này. Cạp chun bản nhỏ thôi. Em này size M 48 tổng độ 55 cân. 120.000, mã số là 206. 120.000, chốt cho em mã 206 cho em luôn này. Em này đẹp không mọi người ơi? Không đẹp thì đúng là chịu các bác luôn các bác nhá. Cái bên ngoài cái màu đẹp lắm. Bên ngoài cái màu nó giống như gọi là màu lầu lông vàng, lông gà con ấy mọi người. Bạn thường SM 45 tổng độ 55 cân mặc vừa em này. 45-55 cân, 150.000, mã số là 140 cho em nhá. Mã số là 140 cho em luôn này. Mã 140 đây đây. Họa tiết giống Mochino này. Họa tiết giống Mochino nhá. ML 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân. Bán em này với giá là 150.000, mã số là 935 cho em. Mã số là 935. 140 cho chị đồ gỗ Hoàn Xuân. Mã 935 cho em này. Mít lông thỏ ra rồi. Mít lông thỏ này. Em này nhá, mít lông thỏ nhẹ nhàng. SM 45 tổng độ 55 cân. Với chân váy màu sáng cho em.
150.000, mã số là 210. Mã số là 2135 cho chị Huyền Nhung. Này đẹp này. Em này dáng rất là xinh luôn. À đây, ai hỏi ngắn không mọi người nhỉ? Không thích ngắn dài ấy, ai mà thấp thấp khoảng 1m5 quay đầu lấy em này cho em được. Bởi vì sao? Em này nó không bị quá dài nhá, nó thấp. Các chị mặc không cần bị dài quá đâu. 45-50 cân mặc vừa em này. 120.000, mã số là 806. 120.000, mã 806 này, chấm bi đi. SML đều vừa, chấm bi vàng. 150.000, lên lông cừu, mã số là 951 cho em. Mã số là 951 cho em luôn này. LXL nha. 55-65 mặc vừa em này. Chân váy này, xòe nhẹ này, em này cáp chun, rất là dễ chịu. 120.000, mã số là 859 cho em. Mã số là 859 em. 806 cho chị Đặng Dương Liễu. 45-50 cân này, tay chuông. 210 cho chị Trần Hà. Tay chuông này, 45-50 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là 893. Mã số là 893, em này xinh nhỉ, em này xinh các nam luôn mọi người. Ai mặc lên cũng đẹp luôn nha. Em này theo em là của nam nhé mọi người nhé. Chị chốt cho Trần Hà. Trần Hà, chúng nhỏ. Không ạ. 2210 là của chị Trần Hà. Em này nhá, nam mặc được luôn. Nam mặc được, nữ mặc được luôn. Nếu mà là nam phải tầm độ từ 60-67 cân mặc vừa. Những em này cho em nếu là nam này. 859. Lông cừ của nam. 150.000 nếu chồng hay con trai mình đi. 150.000. Mã số là 997 cho em luôn này. Mã số là 997 cho em luôn nhá. 997 là chân váy size to. XL 60-65 cân mặc vừa. Các cô, các chị nào lấy em này cho em. 120.000, mã 837. Mã 837, màu xanh này siêu độc các chị nhá, xanh này không có cái thứ hai. Xanh này không cái thứ hai luôn, size M. 50-55 cân này, dập ly đều mịn chân váy nhung. 120.000, mã 139 cho em. Mã 139 nhá. Dây quai lụa hàng hiệu cho em luôn này, dáng kiểu tiểu thư. Dáng tiểu thư đây ạ. 48 tổng cộng 53 cân mặc vừa em này. 48-53 cân, 120.000, mã số là 257 cho em luôn. Mã số là 257 này. Toàn những em tiểu thư nhá, giống em mặc đây này, kiểu tiểu thư dã man luôn. 139 cho chị Tiểu Linh. 50-57 cân mặc vừa em này, 120.000, mã 141. 120.000, mã 141 này, em đẹp chưa này, ôi. L nhá, 55-60 cân màu đen, pha nhũ, 120.000, mã số là 564. 257 cho chị Đồ Gỗ Hoàng Xuân. Em này nhá, cũng là nhũ nhưng không phải màu đen, mà nhũ của nó là nhũ màu tím luôn, đọc chưa? 48 tổng cộng 53 cân, 120.000, mã 818. Mã số là 818 này, áo này, len lông cừu dày mịn, 40-50 cân, 150.000, mã 959. Mã số là 959 cho em. Họa tiết trần trám mọi người nhá. Trần trám này ạ, ML 50-60 cân, mix hai cái màu cực kỳ là dễ mặc, tông màu pastel. 150.000 cho chị Phạm Duyên. Mã 106 cho em. Mã số là 106 này. Ôi, da xòe to. Xòe kiểu hoa la kèm mọi người. Mix chân ren này, LXL 58 khoảng tầm 65 cân. 58 mặc vừa em này, 120.000, mã số là 255 cho em. Mã số là 255 cho em luôn này. 255 cũng đủ đây rồi, thấy em đẹp rồi. Dập đi chị ơi. Em này nếu mà không biết thì tưởng hàng mới chị ạ. Nếu mà khoan nói em tưởng hàng mới luôn ấy, em bởi vì mới lắm ấy ạ. Không ai nói thì tưởng hàng mới luôn. SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 120.000 chốt cho em. Mã số 500 chị Thu Ly. Mã số 500 này, ủi ôi bác ơi, lấy mày luôn. Lấy luôn suy nghĩ nhiều. À như Dior luôn nhá, size L. 55-63 cân mặc vừa em này, LXL nhỏ này. Bán em này nhá, 120.000, mã số là 576 đẹp Melly. Mã số là 576 cho em. Họa tiết phối chữ. Em nào cũng đẹp, em nào cũng xinh. ML 50-60 cân. 500 cho chị Nam Chuyên. 150.000, mã 916 cho em. 150.000, mã 916 này. Tiếp này. Em này nhá, em này khoảng tầm 40. Em này trẻ con rồi, tay ngắn mọi người ạ. Em này khoảng tầm độ từ 38-45 cân. 576 cho chị Hằng Đinh. Các bé nhá, 38-45 cân các con nhá. Bán 100.000, à 38 cho các con thôi nhá. 38-45 cân các bé, tay ngắn này. 80 cho các bé này, mã số là 900 cho em. Tay bị ngắn cho em nhá. Mã số là 900 cho em luôn này. Mã 900, mà xinh chưa? Em này nhá, mít kiểu dáng kiểu tay lửng ạ. Tay kiểu tay lửng này, 45-50 cân. Nó bo tay nhẹ nhàng. 150.000, mã số là 845 cho em. Mã số là 845 này, dáng kiểu tiểu thư đây. Dáng tiểu thư cho mày ngắn nhá mọi người nhá. Ai cho mày ngắn là vừa hỏi đâu rồi mọi người nhá. Có hai cho mày ngắn thì vừa báo em và giờ báo em nữa. Mọi người là hết cho mày ngắn nhá mọi người nhá. Chân váy nhung ngắn dập ly, dáng trên gối này. 45-53 cân là mặc vừa em này, màu kiểu xám xanh, 120.000, mã số là 180. 120.000, mã số là 180 này. Dáng cặp bản to đấy ạ. Ai hỏi em cặp bản to giống em mặc thì lấy những em này cho em mọi người nhá. Dáng cặp bản to giống cặp em
không này, áo 2 dây này, hay kể cả áo len đều rất là xinh cho em. 48 tổng cộng 53 cân mặc vừa em này. 48 53 cân nhá, màu cực kỳ đại đỉnh luôn. Chân váy nhung 120.000, mã số là 553 cho em. Mã số là 553 cho em luôn này. Bích hình này. Họa tiết bích hình cho em mọi người nhá. 180 cho chị Thúy Hoàng. Em này ạ, size to nó ghi 2XL. Nó ghi là 2XL cho em nhé, khoảng tầm độ cho em khoảng tầm độ LXL 55-65 cân mặc vừa em này, thành váy được 150.000, mã 8-1-6 cho chị Nam Chuyên. Mã 8-1-6 này, 48 tầm độ 55 cân tay chuông, 48 55 cân tay chuông nhé mọi người nhé, tiểu thư 150.000, mã số là 150. 150.000, mã số là 150 cho phụ chất này. Cầm nặng sướng dã man, LXL 55-65 cân nhá, 150.000, mã số là 945. Mã số là 945 này. Màu đen này này, màu đen mà có cái gì cũng xinh nhá. Ui, có cả hai quả bông mọi người luôn này. Đó, bích này. Dây buộc eo cho em. Có dây buộc eo, em này SM vừa hết, 45 tầm độ 55 cân đều vừa. 120.000, mã số là 188. 120.000, mã số là 188 cho em luôn này. Màu xinh chưa, mê chưa. Em này ạ, M, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này nhé, màu xanh nhưng mà ly bản nhỏ. 120.000, mã số là 253 cho em. Mã số là 253. Ngắn không có, mọi người ngắn có 2 em thôi, hết này ngắn thôi. Đây, em này sang rất là sang này, các bác lấy em này đi nào. Em này sang lắm đấy các bác, này, mic viền này, đẹp chưa? Mic viền, mic màu này. Mic viền, mic màu cho em luôn nhá. Size S thôi, 45-50 cân mặc vừa em này. 120.000 mã 273 được anh em này, ly rất là rõ, ly nó cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Cái ly nó rất là mềm, rất là đẹp, nên rất là chuẩn nhá. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này kẻ. 45 tầm độ 52-53 cân, 150.000 mã số là 173. Mã số là 173 cho em luôn này, ở đây. Mic một màu. Mặc thành váy cho em mọi người này. Mặc thành váy, thành áo đều được cho em nhé mọi người nhá. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 52-53 cân, 150.000 mã số là 574. Thành váy nhá mọi người nhá. Mã số là 574 này, tiểu thư bánh bèo này. Tiểu thư bánh bèo 48 tổng cộng 52 cân. 48 với 52 cân, 120.000 mã 274. 273 cho chị Hoàng Tháp. Ui này, màu xinh quá. Màu xinh quá luôn, M và L 50-57 cân. Chị Hoàng Tháp inbox luôn địa chỉ. 50-57 cân. 150.000 mã 906 em nhá. Đây, mặc có lá này. Đây là em cũng thử mọi người bên chân váy khác nhá này. Chân váy khác em mặc cho xem nhá, mặc thường của em nhá mọi người nhá. Cái đen bình thường thôi em mặc thử mọi người xem luôn. Em nào mặc lên cũng đẹp hết nhá mọi người nhá. Này, mặc thử của em đây nó chị này. Em nào mặc lên cũng xinh luôn. Phương Linh bao có so với chị ơi. Em chưa cho mấy em mặc lên này. Em này nhá, thoải mái cho em này, những em này thoải mái, SM đời mặc vừa. 45 tầm độ 55 cân nhá. Chân váy em mặc em bán cho mọi người luôn với giá là 120.000, mã số là 154. Mã số là 154. Em bảo rồi, em nào mặc lên cũng đẹp. Em nào mặc lên cũng xinh hết. Đây, các mẹ mặc em này. Các cô các mẹ thì đến này cho em luôn này, tầm độ XL 2XL. Tầm độ XL 2XL đến này cho em nhá. Khoảng tầm độ cho em XL 2XL này. Em này ạ, cho những chị nào khoảng tầm độ từ các cô là khoảng từ 60-70 mặc vừa em này nhá, 60-70 cân này. Bán em này 120, mã số là 196. Mã số là 196 cho em luôn này, size M đi. Một em size M cho em này, 154 này, 271 kìa. Đây, tiếp nhá. Em này ạ, 271 cho chị Lê Thị Huệ. 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa em này, lên lông cừu ấy, nhìn lông cừu nó mềm mịn dã man này. Bán em này nhá, chỉ với giá là 150.000, mã số là 370. Lên xinh quá đúng không? Áo này em này, xinh mọi người ạ. Mã số là 370 này. Đây này, hình tiếp cho em này. Hình này, cổ V nhá, mọi người cổ V một phối với sơ mi bên trong rất là xinh. Không có. ML 50-60 cân. Chị bạn chị bằng là bao nhiêu? 44. Em này ạ, ML 50-60 cân mặc vừa em này, 150.000, mã số là 902. Mã số là 902 rồi, cho mẹ ai mặc đẹp của em. Chân bên nào lên cũng đẹp luôn nhá, chân bên nào cũng xinh. Chỉ có đẹp sơ mà chị rõ giá, nhưng mặc em nào cũng lên cũng đẹp, người phố đi tính xinh luôn á. S luôn, 45-50 cân. 45-50 cân này, 150.000. 370 cho chị Đặng Dương Liên. Bán em này này, mã số là 988, 150.000. 988 cho em luôn. 988 này, đây, hàng in one. Em này size XS và S, nó là dáng crop top nhá. Em này không phải dáng rộng như là dáng thường đâu ạ, nó là dáng ôm ấy mọi người. 45-50 cân mặc vừa em này. Bán em này 150.000, mã số là 967 cho em luôn. Mã số là 967 cho em luôn này. Đây, tiếp đi màu.
một em mix màu này. Đồng giá 120 chị ơi. LXL cho em nhé mọi người nhá. Dưới 65 cân mặc vừa em này, áo này SM LXL vừa hết cho em, bởi nó giá oversize. 150.000, mã số là 964 cho em mọi người nhá. Mã số là 964. Đọc không 967 cho chị Nguyễn Thủy. Mày đen thế chị này, em đẹp chưa cho mày đen. Ủa, mix lông chị ơi. Mix lông cho em mọi người nhá, mix lông này. Em này M 50 tổng độ 55 cân. 120.000 mã 814. 120.000 mã 814 cho mày qua cổ chị bầu này. Này, mày bầu nhá. Ai bầu bí lấy này đi ạ. Chân váy bầu bí này 120.000 luôn. Cứ bầu lấy em này cho em mọi người nhá. Chỗ khổ lắm em thứ này. 120.000 mà số là 836 à. Rồi em mặc là váy nào thôi, em váy mặc hết mọi người nhá. Váy mặc là một em váy đen bình thường thôi. Các lấy em này đi. Mặc bán rồi chị ơi. Nó không khác gì váy mặc cái chị nhá. Y hệt này. Không khác một tí nào. Lấy em này đi này. Váy em mặc đây lấy em này đi. Là em này size L, ML, 50 cm đều vừa như em này, cũng cạp bả to giống em này, cũng dáng dài bằng em, cũng hợp đi như em, không khác gì. Mặc lên nó đẹp thôi mọi người nhé, chứ còn em nào mặc lên cũng đẹp hết. 120.000 mã số là 832, cứ chốt hết cho mã được. Mã số là 832, em nói lặng mà em nói rồi nhá. 836 chứ chị Thảo Nguyễn. Chị váy nhung em nào dùng em nào, nó chỉ khác về màu sắc thôi, còn dập ly thứ y hệt nhau, em người mặc lên em nào đẹp luôn nhá. Phối đồ em nào cũng xinh. 45-50 cân lẻ gạo, len lông cứu hạt gạo này, 45-50 cân mix màu mới lắm. 150.000 mã số là 955. Chị Huyền Bùi. Mã số là 955 này. Em này tiếp này, em ơi màu phê chưa? Màu phê đã mang 45-50 cân hoodie. 45-50 cân dáng hoodie này, tay chuông. 150.000 mã số là 901. Mã số là 901. Đây váy đen tiếp đây. Váy đen nhé mọi người nhá, size L và to đây. L 55-60 cân mặc vừa em này. 120.000 mã 164 đấy, thích cho Nhung người em mặc lên đấy. Mã số là 164, mình cứ vừa size là lấy nhé mọi người nhá, cho Nhung cứ vừa size cho chị đấy. Ngày 8. Đây tiếp này. SM 45 tổng cộng 55 cân mặc vừa em này. 45-55 cân mặc vừa em này cho em này, chân váy Nhung này. 120.000 mã số là 275. 120.000 mã 275. Chín linh một cho chị Ngọc Linh này, Nguyễn. Ui màu này phê chưa em này này. ML 4 cho chị Thủy Nguyễn. Len thực của nó nhiều, 50-60 cân đẹp lắm. 150.000 mã 892. Mã số là 892 cho em luôn này. Đây ôi đây. Cổ lọ nha, bên trong này. Áo dẹp bên ngoài là len. Bên trong là áo dẹp bên ngoài là len này. SM 48 tổng cộng 55 cân. 150.000 mã 995. Mã số là 995 cho em người nha. Mã 995 trên váy này. Đẹp chưa? Này nó kiểu ly rất hay. Cái ly không dập thẳng nhá, cái ly nó là kiểu ly cong. 275 ly kiểu ly suông mọi người. Em này nhá, SML đều vừa. 120.000 mã 276. 120.000, ôi và tiểu thư này 276 cho em đẹp thế. Toàn tiểu thư màu trắng tinh, em đầu tiên màu trắng hết mọi người nhá. Đính ngọc toàn bộ này nhá, này có áo đen cho em tuyệt vời luôn. M 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Bán em này với giá là 120, mã số là 107. Em đầu tiên luôn. Mã số là 107 này, tiểu thư tiếp này. Tiểu thư tiếp nha, em này nó có hai lớp cho em, hai lớp gen cho em luôn mọi người. Đây, hai lớp gen cho em, một lớp bên trong là lớp nhung, dập ly bên ngoài lớp gen. Em này size M và L, 53-57 cân cắt ao này. 53-57 cân, 120.000 mã 142, đồ đẹp lắm. Mã số là 142, em này thôi. Đây, cái này đẹp chưa? Em này nha, màu xanh rêu. Chân váy nâu à? Ok chị, em thích váy nâu nhé, váy nâu em có vài em đấy mọi người. Em này tiếp này, L 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân, 120.000, mã số là 134. 120.000, mã số là 134 của em này đây. Em này mới là em xinh như thế này. Một em áo, người ta gọi là áo răng sói cho em mọi người nhá. Áo len ép lông cứu răng sói. Màu này như màu Burberry với chị ơi. Màu của nó nhá, như màu Burberry cho em được chưa ạ? 45-50 cân mặc vừa em này. Chỉ 150.000 thôi, mã số là 863. Mã số là 863 cho em luôn nhá. Mã 863 này, đây tiếp theo này. Họa tiết cho em. Ngoài báo họa tiết nhá. Em này size to, lông cừu, size L. 55-60 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là cho chị Kỳ Nam Nguyễn. Mã số là 2. Mã số là 285 cho em luôn này. Mã số là 285 cho em luôn nhá. 285 màu đen nhá. Màu đen này. 45 tầm 153 mặc vừa em này. Chất đẹp chưa? 45 tầm độ 52-53 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 150. 150 mã số là 150 cho em váy nâu đây. Chân váy nâu các cô gái ơi. M đây này. 50-55 cân nhá. Đẹp lắm. 120.000 mã số là 831. Mã số là 831 cho em luôn này. Màu hồng này. Chân váy màu hồng cho em. Màu hồng của mic cho chị nhá. Chân váy màu hồng mic này. Chân váy màu hồng mix cho em size M lớn. 53-57 cân mặc vừa như em này. 120.000 cho chị Nam Chuyên. 120.000 mã số là 840. Mã số là
4 thùng mix màu muối tiêu này. Mix màu muối tiêu nha em này, ML 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân chỉ 150.000 áo len thôi. Em chất có đẹp lắm mọi người, chín chất này, lông cừu này. 150.000, mã số là 319, chất nhìn mê luôn ấy. Mã số là 319 cho em mọi người nha. Mã số là 319. 840 cho chị đồ gỗ hoàn đẹp quá. 48 cộng 52 cân. 48 52 cân họa tiết đỉnh cực kỳ đỉnh luôn các chị ơi. Như họa tiết kiểu 3D ấy. 150.000, mã số là 980 đẹp hết. Mã số là 980 này, em mới lên thùng này. Len thừng nhá. 349 cho chị Thảo Nguyễn. Họa tiết len thừng thêu ML 50-60 cân mặc vừa em này, đẹp chưa? 50-60 cân thêu này. 150.000 mã 972. 150.000 mã 972. Màu xám mọi người nhá. Em này màu xám xanh nhá. Xám xanh size L, 55-60 cân mặc vừa em này. Bán em này 120.000 mã 830. Mã số là 980 cho chị Nguyễn Hồng Hoa. Màu xanh tiếp chị này, màu xanh xám này. 45-50 cân, em đẹp thế. Em ơi, 45-50 cân mặc vừa em này, đẹp chưa này? 45-50 cân, 120.000 mã 505 đỉnh đã ha. 972 của anh Ngọc chưa? Mã số là 5 em ủi này, dọc đi tiếp này. 40-50 cân đẹp quá. XS vừa mà S vừa. 40-50 cân đều vừa em này cho em. 120.000 mã số là 805. Mã số là 8 em ủi này đẹp này. Này sang các chị ơi. Em này sang vừa, em này sang cực kỳ nhá này. Em đẹp thế. Màu nó đẹp lắm mọi người ạ. Em này size L rồi ạ. Em này khoảng độ từ 53-57 cân mặc vừa em này. 53-57 cân mặc vừa em này cho em nhé. Mặc lên cực kỳ xinh cho em này. Dáng cực kỳ chảnh. 120.000 mã số là 102. 120.000 mã 102 cho em mọi người nha. Mã 102 cho em này. 805 cho chị Hường Nguyễn. Hoodie có mũ nha. Em này SM 45 tầm độ 55 cân. Màu xanh cho em kiểu xanh cốm cốm nhạt đấy ạ. Dáng hoodie 150.000 mã 280. 150.000 mã 280 chất này. 102 cho chị Đào Lan Hương. Không lấy này thì lấy em nào bây giờ ạ? M 48 tầm độ 53 cân. 150.000 mã 276. 150.000 mã 276 cho em luôn này. 276 này. Đây. ML nhá, 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này. 150.000 mã 957. Phối màu đỉnh đã ra. 85 là 85. Mã 957, ui ôi chất này. Chất này, ôi nó nặng trịch cho các chị nhìn nhá. Chất nó mịn, ôi là mịn này. Len nó cứ lị, mịn, ôi là mịn, mịn lì, ôi là lì các chị nhá. Em này ạ, M 50-57 cân. 150.000 mã số là 212. Đẹp lắm. Mã số là 212 cho em luôn nhá. 212 cho em luôn này. Đây, tiếp theo này, màu xanh đi. Mấy màu xanh đi ạ, em này oversize rồi. Mặc thành váy, thành áo đều được cho em mọi người nhá. Mã số yên tâm, chị yên tâm nhá. Ai em cũng phải lại cho mọi người từng sản phẩm một nhé mọi người nhá. S, M, L, X, L đều vừa. 150.000, mã số là 123 cho em. Mã số là 123 cho em luôn này. Lên thử. Lên mà em cắn lên thử mix màu đi ạ. Lên mà em lên thử mix màu ạ. M, L, 50-60 cân. 2 chị Đinh Huyền. 50-60 cân mặc vừa em này lên thử nhá. 150.000, mã 891. Mã số là 891 cho em luôn. Đây, cổ lọ nhá. Cổ lọ là còn phối kẻ cơ ạ. S thôi, 48 bằng 53 cân. 48 53 cân, 150.000, mã số là 895. Mã số là 895 cho em luôn ạ. Màu màu này xinh chưa? Màu xinh đỉnh cho em luôn. Size M lớn và L, 53-60 cân. 53-60 cân mặc vừa em này nhá. Còn 242, 243. 53-60 cân mặc vừa em này. 120.000, mã số là 271. 120.000, mã số là 271 cho em luôn ạ. Họa tiết như của Gucci chị ơi. Họa tiết như Gucci cho em này. Chất của nó cũng rất là đẹp, rất là sang luôn. Size to, ai size L thì lấy này đi ạ. 55-60 cân mặc vừa em này. 55-60 cân mặc vừa em này. 150.000, 120.000, mã số là 565. Ai mà được đọc tên và được inbox mã thì mới là xuất được nhé mọi người nhá. Ai không được inbox mã thì tức là không được xuất được nó đâu ạ. 271 cho chị Huyền Mùi. Đây này, tiếp này con Hương, tiếp này. 48 tầm độ 55 cân. 48 55 cân, 150.000 áo len lông cừu nhá. Mã số là 268 lông cừu đấy ạ. Mã số là 268 cho em. Xanh rêu này, xanh rêu mờ. 48 tầm độ 55 cân xanh rêu dập ly, em nào mặc lên cũng xinh. 120.000 mã số là 256. Mã số là 256 cho em nhá. Này đẹp chưa này, nó dập ly nhưng mà ly bản nhỏ. Ly bản nhỏ cho em nhìn nó sang rồi nhá, chân đấy nhưng mà nhìn nó sang lắm mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái size L, 55-60 cân mặc vừa em này. 120.000 mã số là 251 cho em. Mã số là 251 cho em luôn nhá, màu tím đi. Màu tím này chất giấy đậm cực kỳ các chị nhìn chất này. 256 cho chị Thoa Nguyễn Thị. L, 55-60 cân, 150.000 mã số là 558. Em là chất đẹp luôn. Mã số là 558 này, phối hai màu đi.
em này lên hạt gạo mọi người nhá. 268 cho chị Thanh Huyền. Len lông cừu này, dáng len mọc hạt gạo cho em luôn này. 45-53 cân mọc vừa em này. 150.000, mã số là 925. Mã số là 2251 cho chị Nguyễn Thị Thanh Hoài. Mê chưa? Mê ly chưa? SM 45 tầm 155 cân. 45-55 cân nhá, mặc dáng trúng bông hình dáng dấu quần cũng được. 150.000, mã số là 894. Mã số là 894 cho em luôn này. Ôi, em này thích lắm này. Mọi người em có biết cái kiểu này mọi người nha, bên trong nó có lót cổ rất là ấm, rất là giữ nhiệt, rất là cao. 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là 277. Mã số là 277 cho em luôn, cái dáng này dễ mặc. Cái dáng này siêu dễ mặc cho em luôn nhá. ML 50-60 cân. 50-60 cân rất dày dặn cực kỳ. Nên lông cừu. 150.000, mã số là 557 cho em luôn. Mã số là 557 cho em luôn này. Tiết này, bạn Tường. Họa tiết kiểu văn văn với họa tiết kiểu da báo mọi người, da hổ ấy ạ. 45-50 cân nhá. 45-50 cân mặc vừa em này. 150.000, số là 799. Mã 7 thì là em là mặc lên đẹp mỹ mãn luôn. Mặc lên đẹp mỹ mãn cho em mọi người nhá. Màu xanh rêu. L 55-60 cân mặc vừa em này. 277 cho chị Phương Loan. 120, số là 834. Ôi màu này. Cái màu này nhá, muốn tìm không có nói luôn. Muốn tìm không có, chị nào hay xem Hotel Del Luna kiểu bạn là cái bộ IU ấy, hay mặc cái này kiểu này cực nó sang cực kỳ mọi người ơi, mấy đồ sang chảnh lắm ấy ạ. Đồ nhung sang kinh khủng luôn. Em này M 50-57 cân nhá, mặc đẹp cực kỳ, muốn tìm không có luôn ấy ạ. 120.000, mã số là 171. Mã số là 171 cho em này, màu nâu tiếp này. Em này mặc lên sang vô cùng nhá. Dáng xòe chữ A này, phối này. Em này SM 45-55 cân. 45-55 cân, 120.000, mã 312, đẹp mỹ mãn luôn ấy. Chất thì dày, ôi chất này em thấy là em nếu mà không biết em tưởng là len hai lớp mọi người ạ. Nó dày bịch cho em luôn nhá, len lông cừu đấy. Em này SM nhỏ dưới 53 cân thôi mà giá có 171 cho chị Đào Lan mua. Mã số là 291. Mã số là 291 cho em mọi người nhá. Này tiếp này. 312 cho chị Nam Chuyên. Này mix cho em này, đính cúc này. Em này len lông cừu tiếp luôn này. Dáng đẹp màu kiểu nâu kiểu sữa sữa gạo ấy ạ. ML 50-60 cân. 150.000, mã số là 954. 150.000, mã 954 cho em luôn này. Đây, em này nhá, cổ phối gen điệu điệu. Cổ phối gen nhá. 40-50 cân mặc vừa em này size nhỏ. 150.000, mã số là 896. Mã số là 896 nhung không chị này. Em này có chị lấy đi. 291 cho chị Ngô Hồng Hạnh. Em này chính là hàng hiệu Vedamot này. Hàng hiệu Vedamot dáng classic nhá. Em này có cả dây quai lụa hàng hiệu các thứ cho mọi người luôn. Em này thì nó là không phải cặp bám trụ, nó là cặp đứng cặp phăng nhá. Rồi ngoại chưa chắc chắn gì nhá. Cặp phăng cho em này. 54 cho chị Hồng Nhung Phạm. Eo từ 70-74 mặc vừa em này. 120.000 mã 252. Mã số là 252. Này đẹp, này. Đẹp vừa sang luôn. Hồng đen hai cái một cái màu quá đỉnh rồi. SM 48 tầm độ 55 cân. Cặp em còn mới nguyên đấy. 120.000 mã 860. Mã số là 860 cho em nhá. 252 cho chị Ngọc Anh Vũ. Chắc em nào cũng dày, em nào cũng dày bình bình luôn nhá. Em này nhá, thoải mái cho em ML 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân. 100 bán em với giá là mọi người tụi em nhá. Em rồi nhá, em bỏ qua này nhá, em này bị thủng nhiều lỗ rồi. Bỏ qua nhá, em nên thủng mấy lỗ rồi. Em tiếp theo này, em này tiếp này. Em này đi ạ, có cả mũ cho em. Có cả mũ cho em luôn này. SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này, có mũ này. 860 cho chị trà xanh. Bán đem này 150.000, mã số là 273. Mã số là 273 cho em mọi người nhá. 273 cho em luôn này. Đây. 45 tầm độ 50 cân mặc vừa em này. 45-50 cân màu đẹp chưa? 150.000, mã số là 539. Mã số là 539 này. Ôi, đây. Đẹp quá này. Nào đẹp chưa? Tập ly toàn bộ cái màu nó cũng sang luôn ý. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 52-53 cân mặc vừa em này cho em mọi người nhá. Em này các chị này. 120.000 mã số là 198. Mã số là 198 cho em mọi người nhắn không dấu. Không hiểu lắm mọi người ơi. Không nhắn không dấu, không hiểu lắm mọi người nhá. Căng tay bắt là trời ơi căng một tí rồi là hết rồi, còn nhiều lắm nha. Cố căng một tí rồi là hết rồi, không còn mà căng nữa đâu. Em thấy tiếp này. 48 tầm độ 53 cân, màu đẹp chưa? 48-53 cân nhá, màu kiểu sữa gạo ấy, đẹp lắm. Em này 150.000, mã số là 569, tay và cổ khối bò nhá. Mã số là 569, ôi này, đẹp thế. Màu vàng mô bạn từng nhá mọi người nhá. L, 55-60 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là 222. Free size chữ đẹp này, áo này này, free size này, SML, XLVS này, em này. Free size lấy luôn này, phải suy nghĩ nhiều. Mã số chốt cho em, mã số là 222. Mã số là 222 cho em này. Đây, tiếp theo là xinh chưa?
em này đi ạ. Thoải mái cho em SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 45-55 cân em SM. Nguyễn Thị Ngọc Bích bán em này với giá là 120.000, mã số là 518. Mã số là 518 cho em luôn này, màu đen này. Màu đen nhá. Size L cho em 55-60 cân. 55-60 cân mặc vừa em này. 569 cho chị Ngọc Linh. 120.000, mã số là 757 cho em luôn này. Mã số là 757 cho em luôn. Đấy, cô em này đẹp quá này, cái liệu này. Điện này. Đấy, nút nhanh nhá, áo khăn nhá. Ok chị Tâm, có hết nha. Cái đẹp nó không chốt nổi. Yên Tâm vẫn còn nhiều cái đẹp mà các bác này. Em này tiếp theo cái gì nhá? Em này này, LXL em này, size to lấy em này đi ạ. 55-63 cân mặc vừa em này nhá, tay chuông này, cổ này, 150.000, mã 982 dáng tiểu thư. Mã số là 982 cho em này, áo len tiếp màu. Len lông cừu. Len lông cừu cho em nhá. 48 tổng cộng 53 cân thôi. 48 đến 53 cân, 150.000, mã số là 207 cho chị Hoàng Hoàng. Chân váy của nhiều, chân váy nào cũng đẹp, chân váy nhung em nào cũng xinh luôn. 518 cho chị Trần Hà. Cái này cũng đẹp luôn, cái màu nó sáng bạc không, nó kiểu vừa sang này, nó vừa sạch này, mà nó kiểu trông nó kiểu là chạy. Chị mới bóc luôn, dưới điện thoại địa chỉ. Cái len hình ok, tiếp em sẽ len hết len mọi người luôn nhá. Em này ạ, à, SM 45 tổng cộng 55 cân, 120.000, mã số là 839. Mã 839 cho em này, len quả chám này. 48 tổng cộng 53 cân. 48 tổng cộng 53 cân, 150.000, mã số là 304 cho em. Mã số là 304 cho em nhé mọi người nhá. À đây. SM 45 tổng cộng 55 cân. 45 đến 55 cân. Bán đêm này với giá là 150.000, mã số là 869 len lông cừu nhé mọi người nhá. Em ở len lông cừu mọi người. Không phải suy nghĩ nhiều. Em là bình thường không có, không phải tìm được em lông cừu nhiều thế đâu mọi người nhá. Chân mày dáng ngắn bên này dập đi này. 839 cho chị Nga Vũ. Chân mày ngắn dập đi, dáng đúng đầu gối em thôi. SM 45 tổng cộng 55 cân, ngắn dập ly, 120.000, hiếm có khó tìm nha, mã 842. Không có những thân ngắn đâu. Mã số là 842 cho em luôn này, 842 này hàng hiệu này. Dây quai lụa hàng hiệu cho em luôn. Đây, ML 50-57 cân. 50-57 cân, 150.000, 120.000, mã số là 195. 120.000, mã 195 cho em này. Len đấy nhá mọi người nhá, len lông cừu, mọi người nhìn rõ len lông cừu nó này. Lông cừu nhưng mà nhìn gần nó chị này, đẹp chưa? Chất nó mịn, nó đẹp. Cái màu nó cũng vô cùng tỉnh luôn. Em này tay loe, size S thôi, 45 tầm độ 50 cân, dáng hàng nhá mọi người nhá. 150.000, mã 861, giày ơi là giày đẹp, ơi là đẹp. Mã số là 861, đây, mic màu này. Em này thì gọi là có 102 ấy chị nhá, không tìm được em thứ hai luôn. Size L, XL đây ạ, 65 cân đây ạ. 55-65 cân thì lấy này cho em. Mặc sơ vi lên cũng đẹp, mà mọi người bỏ áo xuống cũng đẹp nhá mọi người nhá. 150.000, mã số là 939, len lông cừu. Mã số là 939 cho em luôn. 861 cho chị Nguyễn Hương. Em này phải suy nghĩ nhiều lấy luôn. À, chân bảy à, chân kiểu dập đi này, mix gen này. 45 tầm độ 52-53 cân bằng vừa em này. 45 đến 52-53 cân bằng vừa em này cho em. Bán em này với giá là 120.000, mã số là 838. Mã số là 838 cho em này. Ôi cổ mix này, xinh chưa? 48 tầm độ 53 cân. 48-53 cân, 150.000, mã số là 281. Mã số là 281. Ui đây. Em này nhìn toát lên vẻ có tiền các chị ơi, toát lên vẻ vừa tiểu thư sang chảnh mà có tiền nhá. Em này oversize S, M, XL vừa hết. 150.000, mã 993, đẹp lắm. Mã số là 993 này, màu đen này. Em này mặc lên mọi người xem luôn, bởi sao cho mấy em nào cũng đẹp. Mặc cho biết nhá là em nào em mặc lên cũng giống nhau hết, nó cũng đều đẹp hết mọi người nhá. Em nào cũng đều xinh hết này. Hàng em này các chị này, em này size nhỏ thôi. SM nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này. Cứ dưới 53 cân mặc vừa em này cho em nhá. Dưới 53 cân mặc vừa em này, dây quai lò hiệu đầy đủ cho em. Chân váy em mặc nhá, bán luôn với giá là 120.000, mã số là 199 cho em. Mã số là 199 cho em luôn này. Chân váy này thì quá đẹp luôn, em mặc lên thì chỉ có tranh nhau mọi người ạ. Em này mặc lên là chỉ có tranh nhau nhé mọi người nhá. Xanh rêu dập ly. Em này thoải mái SM 45 tầm độ 55 cân này. Bán em này 120.000. Cho mã chị Nguyễn 812 của em nào mặc lên cũng xinh đúng không? Mặc lên nó kiểu lên giá rồi, em nào mặc lên đẹp. Mã 812 đây này, họa tiết này. Lên họa tiết cho em mọi người nhá. Em này size L rồi mọi người ạ, 55-60 cân rồi. 55-60 cân, 150.000, mã số là 143 cho em luôn nhá. Áo len lông cừu mà có 150.000, mã số là 143 cho em là chân váy tiếp này, đẹp lắm. 812 cho chị Khánh Hòa. Chân nó còn
dày không ạ? Chất nó dày dặn mà nó kiểu cái nếp lớp nó rất là đẹp nhá, thuần tùng xòe tự nhiên lắm. Size L ạ, 5 năm 16 cân mặc vừa em này, 120.000 mã 530. 120.000 mã 530 này, em này cũng xinh này, bạn Thường. Bạn Thường với chị nhìn mới chưa? Em nhìn được hàng mới mọi người ạ. Phải mới tầm độ 97-98% luôn ạ. 48 tầm độ 53 cân nhá. 150.000 mã 204 cho em. 150.000 mã số là 204 cho em đó chị này. 204 nhá. Họa tiết cần gì đây? 530 cho chị Khánh Hòa. ML 50-60 cân mặc vừa em này. 50-60 cân mặc vừa em này cho em. 150.000 mã số là 849. 150.000 mã số là 849 cho em luôn, màu đỏ này. Màu đỏ cho em mọi người nhá. Màu đỏ này. Đây màu đỏ đây. Đó, màu đỏ này. Bạn Thường 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân. Cho chị Thúy Hằng. 150.000 len nhá, mã số là 843 len lông cừu hết đấy. Mã số là 843 này, len lông cừu cho em luôn. Tám ở đây hình này, ảo hình rồi. Hình nhá là còn phối tay bò ạ. Hình này phối tay bò cho em dáng kiểu cá tính khỏe ạ. Size L 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân. 100 bán loại này với giá là 150.000, mã số là 152. 150.000 mã số là 152 cho em luôn này. Màu kem đẹp quá. Màu xinh chưa? Màu kem kem nhạt, size khoảng tầm độ size M nhá. 50 55 cân, màu này siêu siêu đỉnh luôn. 120.000 mã 376 cho em. Mã số là 376 cho em luôn này. Màu này đẹp này. Mồi mặc lên là chỉ có mọi người chỉ có 152 cho chị Quỳnh Phương Vũ. SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này, 120.000 mã số là 225. Mã số là 225 là len thừng, hỏi suy nghĩ nhá mọi người nhá. Riêng len thừng mặc dáng rộng cũng đẹp mà mọi người phối với chân váy xòe ngắn hoặc là chân váy quần đùi ra. Hai là mới sơ vi lên cho em mặc cho em đẹp cực kỳ. SML đều xinh, 150.000 mã 221. 150.000 mã số là 221 cho em luôn này. Cam này. Em này mix màu muối tiêu nhá mọi người nhá. S thôi, 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 225 cho chị Huyền Diệu. 150.000 mã số là 918. Len S lông cừu màu cam mọi người nhá, mã số là 918 cho em hình như này các bác này. Chị lông cừu nó nhá. Chất lông cừu này nó mịn, nó đẹp này các bác nhìn này, chất này dày dặn chưa? 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân. 150.000 mã số là 983. Mã số là 983 cho em. Đây đây đây. Em này nhá, mặc thành khoác hay thành áo đều đẹp cho em được. ML 50-60 cân mặc vừa em này, khoác hoặc áo nhá. Bình thường khoác sẽ không giá này đâu, em bán bằng giá áo luôn. 150.000 khoác này, mã số là 575. Khoác đẹp lông cừu, mã số là 575, chỉ 150.000. Em này mặc lên thì thôi rồi nhá các bác nhá. Em này không có nói gì nhiều luôn. Chất len ép dày bịch này, chất len ép của nó siêu siêu dày này, chất này, này. Họa tiết đẹp lên từng đường kim mũi chỉ. L 55-65 cân mặc vừa em này, L XL 55-65 cân mặc vừa em này, 150.000 mã 946. Mã số là 946 cho em. Mã 946 không nhớ chị Hương Linh á. Vâng, Hương Linh khách mới inbox luôn, xuống lại địa chỉ để chốt tiếp. ML 50-60 cân nhá. 50-60 cân, 150.000 mã số là 920. Mã 920 ôi nà, quá. Nào nào đây đây đây. 946 cho chị Huyền Nhung. Size M cho em nhá, cái màu đẹp 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 cực kỳ cái màu này. Kiểu nó kiểu là mix màu mọi người. Em này nhá, eo từ 6872 size M. Eo 6872 này, mix màu cho em màu kiểu hơi phô mai mọi người. 120.000 mã số là 367. Mã số là 367 cho em luôn này. Ui đẹp chưa? Này, dạ à, len lông cừu mà đỉnh lắm nhá mọi người nhá. 50-55 cân. 50-55 cân size M. 150.000 mã số là 214. Mã số là 214 cho em luôn này. Ủa chân váy này. Ôi đây. Chân váy xịn sò cực kỳ, không có cái thứ hai nhá. Chân váy siêu xịn sò, hết chân váy không còn nhiều chân váy đâu. 367 cho chị Ngài Tám. Khoảng tầm độ eo từ 6672. Eo từ 6672 cho em mọi người này. SM nhỏ 120.000 mã 226. Mã số là 920 cho chị Thủy Mi chị. Sao đẹp này các bác ơi, nào các bác nhìn này. Em này nhá mọi người nhá. Em này nó kiểu là kéo hút đi rồi. Giá hút đi cho em luôn mọi người nhá. SM nắm theo tay phối da lộn. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 847. Dáng hút đi nhá, mã 847. Len lông cừu đấy, ủa lông cừu đấy. Lông cừu bạn Thường. Len lông cừu bạn Thường cho em cái màu bên ngoài của nó là màu kiểu hơi màu nâu nhạt, nâu tây ạ. Nhưng mà trên line thành một cái bị thành cái màu hơi vàng, nhưng mà bên ngoài khoảng này màu bên ngoài là màu nó hơi nâu tây nhạt. Em này ML XL luôn. Cứ dưới 65 mặc vừa em này, len ép lông cừu. 150.000 mã số là 905.
mã số là 905 cho em họa tiết này. Màu xinh chưa? 45-50 cân, rất siêu dày. 47 cho chị Giang Lưu. Tay chuông 45-50 cân, 150.000. Mã số là 893. Mã số là 893. Ôi, lọ này cũng đe chưa? SM nhỏ dưới 53 cân thôi, 150.000. Mã 899. Mã số là 899 này. Chân váy size to, dáng ngắn đây. Chân dáng ngắn nhá, dáng đúng đầu gối này. Size L, 55-60 cân, 120.000. Mã 313. 120.000, mã số là 313 này. Đây, tiếp theo này. Đây này đấy ạ, size to đúng không chị nhá. Ai size đại lấy này đi ạ. 1XL, 3XL đấy ạ. Eo khoảng độ từ 8892. Eo từ 8892 bằng vừa em này, 8892 này. 120.000, mã số là 599 cho chị Ngọc Hân. Ôi các bạn ơi, này mê chưa? 313 cho chị Đào Lan. 48 tầm độ 55 cân bằng vừa em này, chất dày đẹp lên lông cừu đấy ạ. 150.000, mã 969 đẹp cho các bạn này. Mã 969 này đẹp thế. Này, tiếp nha, size F, tức là free size các bạn ạ. Cổ trụ thôi nhá. S, M, L, XL đều vừa. 150.000, mã 975. Mã số là 975. Màu nâu các bác này. Nâu này, ui em này mới lắm. Em này chỉ mới là độ 98-99% thôi, chỉ mua cái tác thôi. SXS 40-50 cân mặc vừa em này. 120.000, mã số là 566. Mã số là 566 này, chất này. Em này nhá, phải nặng hơn 1 cân cho em. Chất len ép lông cừu dày mịn cho em luôn này. S, M, L, XL đều vừa. Mặc thành dấu quần hay mặc thành dạng áo dáng chú mông đều rất là ok. 150.000, mã số là 952. Mã số là 952. Các chị này còn nhiều nhá, em lại còn 2 tết hết rồi. Đây, tiếp theo này, mic nhũ này. 48 tầm độ 55 cân, chân váy nhung. 48 55 cân này, 120.000, mã số là 531 cho em. Mã 531, chân váy nhung em bảo em nào cũng đẹp. 566 cho chị Nguyễn Hương. Em màu nào, xinh mặc em nào lên cũng đẹp luôn các chị nhá. Quan trọng là mình phối với áo màu gì thôi. SM 45 tầm độ 55 cân. 45-55 cân, 120.000, mã 533. 952 cho chị Trang Sam. Màu muối tiêu chất này, đẹp chưa? L, XL 55-65 cân mặc vừa em này. 150.000, mã số là 290. Mã số là 290 cho em luôn này. Màu em này là ôi hàng hàng xịn nhất, made in Korea luôn, bảo rồi riêng hàng hàng các bạn ấy luôn. Khổng sĩ nhí nhiều. Đây ạ, à, em này ạ, à, em này này. Thoải mái L, XL 55-65 cân mặc vừa em này nhá. 150.000, mã số là 898. Hàng hàng xịn đấy mọi người ơi. Mã số là 898, đây hạt gạo chị này. Đây hạt gạo nhá, 45-50 cân. 45-50 cân màu đỏ. 150.000, mã số là 913. Mã số là 913. Màu đen khác là màu đen nào rồi. Màu đen bác lấy lộn xin nhiều. 40-50 cân. 40-50 cân giống em mặc nhá, màu đen nhá. 98 cho chị Đào Lan. 120.000, mã 532. Không hết xe máy, không còn những xe máy, còn nhanh tay cho em. Mã 532 này. Đây, ui xinh chưa này. Cái màu nó này. SM đẹp, đẹp hết cho em. Cứ từ 45 đến 55 cân mặc vừa em này. 45 đến 55 cân mặc vừa em này cho em đẹp chưa? 45 đến 55 cân nhá, em này dáng bụng chân này, màu xinh cơ. 120.000, mã 163. 32 cho chị Nguyễn Huyền. Mã 163, em này size cao hơn chị này. Em này tầm độ size L rồi. Em này tầm độ size M và L nhá. 50-60 cân nhá. 50-60 cân này, em này ạ, 120.000, mã 167 nhá. Giống em xin nhưng mà nó size cao hơn. Mã số là 167 cho em luôn này. Ôi, màu này sướng chưa? Em ơi cái màu đẹp thế. Mờ luôn. 50 tầm độ 55 cân em mặc lên ai mặc cũng đẹp luôn đấy ạ. 120.000, mã 281. Mã số là 281 cho em luôn nhá. Cái này đẹp lấy cái gì bây giờ? Nhưng em này không đẹp lấy em nào các bác ơi. 167 cho chị Đào Lan. Nhưng em lại tên em bình thường phải giá cao hơn, một người bình thường lại học tết phải giá 220-250, mà em không có giá 150 đâu. Nó lẫn cho em bán mọi người với giá 150.000 bởi vì nó lẫn trong kiện len thường thôi, mình nó lại tết là đắt hơn nhá mọi người nhá. Bọn nào không làm nó lại tiết luôn đấy ạ. L, XL, 2XL những em này mặc rất là ok luôn này. 163 cho chị Tiểu Linh. Ồ, cho rồi mà. Đây, em chị này, em này cái gì này. Em này cái gì này. SM 45 tầm độ 55 cân. Cái tên nhá. 45 tầm độ 55 cân bằng vừa em này. 150.000, mã số là 890. Mã số là 890 cho em mọi người nhá. Này, màu xinh chưa? Màu xinh đã ra này. 48 tầm 53 cân. 48 tầm 53 cân này. Bán em này 150.000, mã số là 921 cho em nhá. Mã số là 921 cho em này. Màu nâu các chị này. Màu nâu dập ly hết chưa? 45-50 cân. 45-50 cân này. Dập ly mọi người. Em chân máy nhung ai mặc lên cũng đẹp. 120.000, mã số là 534. Mã số là 534 cho em này. Chân máy màu đen này. Chân máy đen dập ly nhá. Chân máy đen dập ly đây ạ. 281 cho chị Lương Vũ. ML 50-60 cân. 120.000, mã 215. Em đang còn nhiều chân máy đâu nhá. Chân máy chụp em nó hết nhá.
À, chân máy tiếp này. Ôi, không đẹp thế nào. M lớn, à không, em này S lớn và M nhỏ. 4853 cân. 4853 cân. 150.000, à 120.000, mã số là 296. Mã số là 296, em này màu đẹp thế nhỉ, tay chuông. Em này mặc lên thôi rồi luôn đấy ạ. ML 50 60 cân, tay chuông nhá, 50 60 cân, 150.000 mã 150 nha. 150.000 mã 150 này, họa tiết là chị này, em này đẹp lắm. Màu là màu xám lông chuột nhá. Màu xám lông chuột rất thật gì? LXL. 55 16 là mặc vừa em này, 150.000 mã 102. 215 cho chị Hồng Xanh. 150.000 mã 102 này em này này. LXL, 2XL này em này cho em luôn này. Bán em này 150.000 chất nó dày đấy, các bạn lên lông cừu mọi người nhìn là chất này. 150.000 cho nó mịn lắm ấy. Mã số là cho chị Ngọc Linh. Mã số là 945 cho em luôn. Mã số là 945. Màu xanh ít bao luôn, sớm lại chỉ đi. Cái màu này không lấy cái gì, chất mềm đẹp lắm. ML 53 60 cân. Chị Ngọc Linh chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. 53 60 cân của em này, 150.000. Chị Ngọc Linh chuyển khoản luôn rồi cho tiếp. Mã số là 285. Khách mới cho tiền của công ty nữa, ai cần khoản chuyển luôn cho em luôn nha mọi người nhá. Tiếp theo này, màu đen này. Màu đen mix này, đổi đây. Giống em mặc lúc đầu đây, giống em lúc đầu nhá, cũng kiểu tiểu thư đấy nhá. 45 tầm tổng 55 cân, không còn thứ hai đâu. Mix đen rồi mix đính đá toàn bộ, 120, mã số là 282. Mã số là 282 cho em một người này. 285 cho chị Thúy Hằng. Dập đi tiếp màu màu rêu. Màu rêu size M và L, 50 60 cân. 50 60 cân nhá. 120.000. Mã số là 504. 120.000, mã số là 504 của này. Đẹp cơ này, xịn cực kỳ này. Này xịn dã man luôn, hàng xịn size L cho em, nó ghi là size L nhá mọi người nhá. Theo em này chỉ size S mọi người, em này nhỏ lắm. Theo em chỉ là size S thôi nhá mọi người. 945 cho chị Hồng Hoàng. Em này đi ạ, thoải mái cho em eo từ 6670 size S và M. Eo từ 6670 cho em này, chất đỉnh của đỉnh cho em. 120.000 mã 191. 120.000 mã 191. 504 cho chị Hồng xinh chưa? 45-50 cân. Len lông cừu cho em luôn nhá, nó mềm, nó mịn, nó đẹp. 45-50 cân, 150.000, mã số là 952 cho chị Trần Hà. Giá thì quá mềm, các bác không lấy cái gì được các bác ơi này, lông cừu nhảy nhá. Nó ấm mà nó đẹp lắm, nó còn mềm nữa mọi người ạ. 45 tầm tổng 53 cân mặc vừa em này, 150.000, mã số là 928. Không lấy chỉ có tiếc thật sự đấy, vì nó các bác sẽ mua hàng mới ấy. Các chị mua hàng mà kiểu là bình thường không lông cừu ấy, đã phải tổng thể 500-600.000 cái mặc vào 8 tạng rồi đấy. Đây, tiếp là chị này, đẹp chưa, size to. LXL 55-65 cân. 55-65 cân mặc vừa em này nhá. 120.000, mã số là 344. Mã số là 344 này. Ủa này, đây em này. Họa tiết cổ V các chị này. Phối với sơ mi bên trong cho em. SM 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này cho em mọi người nhá. Bán em này 150.000, mã số là 912. Mã số là 912 này, cổ lọ nhé, cổ lọ. Trần Hà cho chắc chắn nhá. Em này các chị này, như em cổ lọ thì nhá, như em cổ lọ là mặc lên rất là đẹp. Mọi người sơ mi lên cho em này. Em này đấy ạ, thoải mái SML dưới 60 cân mặc vừa em này, dưới 60 cân mặc vừa em này cho em này, chất dày lắm. 150.000 mã 510 này cho em này, còn mặc vài em hết rồi. Mã 510 này, ôi chất này. Ui. LXL 55 đến 65 cân mặc vừa em này cho em mọi người này. Bán em này với giá là 150.000. Cho chị Nguyễn Hồng Hoa. Bán em này với giá là 150.000, mã số là 816. Em chốt là lấy không xả mọi người nha, em chốt là lấy nha, không xả hết nha. Mã 816 cho em luôn này. Ui, mày định cho size M cho em. Một em size M cho em mọi người này. 50 tầm 57 cân. 50-57 cân. 150.000, mã số là 808. Mã số là 808 này, cổ trụ này. Cổ trụ bên trong nhá. Cổ trụ bên trong cho em mọi người này. Em này 48 tầm 53 cân. 48-53 cân. 150.000, mã số là 995. Mã số là 995 này. Kiểu cổ bên trong cổ trụ luôn rồi. Mày đen tiếp. Chân váy đen nhé mọi người nhá. Chân váy đen này, size M, 50 tầm độ 557 cân này, chân váy nhung. 120.000 thôi, mã số là 535. Anh đây các chị em có chân váy nhung này. 532 chốt ở trên. Đây, áo chị ơi này. Một em yếm nhất này. Một em yếm lạc đấy các chị này. Em này nhá, thoải mái M, L, X, L cho em. 120 luôn, mã số là 147. Mã số là 147. Cái màu xong đẹp thế nhở, cái màu đẹp dã man luôn ý. L nhá, M, L, 50, 60 cân. Em này dáng kiểu là tay ngắn và dáng dài, mọi người thân dài ấy. 150.000 mã 906 no siêu tây. Mã 906 này. Dáng kiểu dáng ôm người nhẹ là crop top nhẹ.
45,50 cân. 47 cho chị Hằng đi. 45,50 cân mặc vừa em này, 150.000 mã 799. 150.000 mã số là 799 cho em luôn này. Ôi đẹp chưa? Đây. Em này nhá, L, ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này, 150.000 mã số là 937 cho em luôn. Mã số là 937 cho em này. Ôi đây. Bạn Thường nhắc lắm nhá. Bạn Thường suy nghĩ nhiều. Riêng bạn Thường có suy nghĩ nhiều cho em. Bạn Thường này, MLXL, MLXL này, 150.000, chốt cho em mã số là 949. Mã số là 949 cho em là hết mọi người nhá. 48,53 cân. 48,53 cân bằng vừa em này cho em luôn này. 150.000, mã số là 988. Mã số là 988 cho em này. Này em này, chị này, đây đẹp chưa? Lâu rồi tao xem trước. Này chị này, em này chị này, đẹp chưa? 4 mã rồi, 96, 7. Len lông cừu cho em mọi người nhá. Len lông cừu cho em này, em này là oversize, S, M, L, X, L, V, S. 150.000, mã số là 936 cho em luôn nhá. Mã số là 936, chân váy còn 2 cuối cùng này. Chân váy còn 3 cuối cùng này, em này nhá, size to, size L, 55-60 cân mặc vừa em này. 120.000, mã số là 175. 3 cuối cùng này. Đây, cái này cuối cùng, em cái này cuối cùng nha. Chân váy tiếp này, màu nâu, mix chân gen đây ạ. Giống kiểu em mặc lúc đầu nãy mọi người. Em này size M, 50, tầm độ 55 cân mặc vừa em này, màu nâu. 120.000, mã số là 246. Chân váy cuối cùng, em hết chân váy mọi người nha. Chân váy màu đen này, màu đen này, em không dập ly. Em này không dập ly ạ. SM, 45, tầm độ 55 cân. 120.000, mã số là 189 cho em. Mã số là 189 hết, hết váy nha. Chuyển sang áo, ít áo hết mọi người này. Áo cổ lọ cái gì này. Áo cổ lọ. Em này ạ, à, SM 246 cho chị Nam Chuyên. 45 tầm tổng 55 cân nhá. Áo cổ lọ 150, mã số là 976. Mã 976 này màu với siêu tây này. Em này size to, em này tầm tổng sẽ đại ạ. Tầm độ L, XL, 2XL, 3XL có hết cho em. Kiểu dáng váy mà oversize ấy. 150.000, mã 574. Mã số là 574 cho em luôn này. Mã thích kiểu dần di này. Dần di cho em nhá. M, L, XL, tay chuông 150.000 thôi ạ. Chốt cho em mã số là 966, màu kem quá đẹp luôn. Mã 966 cho em luôn này. Chấm bia kiểu em rồi nhá. Chấm bia các chị lấy luôn bởi vì sao? Em này rất là dễ mặc. 48 tầm 53 cân. 48 đến 53 cân. 150.000 mã số là 924. Trà xanh. Đây tiếp này, em phải tiếp này. Em này này, SM 45 cho chị trà xanh. SM 45 tầm độ 52 53 cân mặc vừa em này. 150.000 mã 150. Mã 150. Ôi, đây các bạn này. Đẹp chưa này, các bạn này. Họa tiết giả báo nhá. ML 50-60 cân, tay có cái chuông cơ. Len này tất cả là len lông cừu hết. 56 triệu Hoàng Châu. 50-60 cân, len lông cừu. 150.000 mã 968 cho em. Mã số là 968 này. Màu đỉnh luôn. Màu đỉnh của đỉnh các bác nhá. Màu đỉnh của đỉnh này. L ạ, 55-65 cân. 55-65 cân này, 150.000, mã số là 267 cho em luôn. Mã số là 267. Tiếp theo chị này, đây, tiếp theo chị nhá. Em này đi ạ, thoải mái cho em, S thôi, 45-50 cân. S này, cổ lọ, 45-50 cân. 968 cho chị Quỳnh Anh Trương. 150.000 nhá, chốt cho em này. 150.000, mã số là 962. Mã số là 962 này, nhanh tay nhá. À, màu đỏ cho em là nhanh tay. S thôi, 45 tầm 153 quay đầu, họa tiết gấu này. 150.000 mã 941. Ôi gần em đẹp, gần em xinh này, các bác này, chất này. Len lông cừu nhá mọi người nhá. Len ép lông cừu này đỉnh dã man luôn này. L, 55-60 cân, màu xám lông chuột tập. 150.000 mã 112. Mã số là 112 cho em luôn, màu đỏ này. Con mèo may mắn thần tài hoàng của Nhật nhá mọi người nhá. 48 tầm độ 53 cân thôi. Chất len len ép dày mịn. 48-53 cân, 150.000, mã số là 999 cho em luôn này. Mã số là 999 cho em mọi người nhá. Đây, tiếp này, em này len dày này. Len kiểu len thừng. Len thừng này, L, 55-63 cân, 150.000, mã số là 110. Mã số là 110 cho em luôn nhá. Mã 110 bạn thừng này. Giá bạn thừng, L, XL, 55-65 cân, 150.000, mã 216 cho em. Mã số là 216 cho em mọi người này. Đây, áo tiếp nha. Quả chám 45-50 cân. 45-50 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 276. Đúng chưa? Mã số là 41. Mã số là 276 cho em này. Này tiếp chị này, đẹp chưa em này này. ML 50-60 cân nhá. 50-60 cân, 150.000. Chốt cho em mã số là mã số 1 mất tắc này.
mã số 1 cho em nhé, lốt 4 em cuối cùng này. 4 em áo cuối cùng của em nhé mọi người nhá. Bạn Thường, em bạn Thường này, 48 tổng cộng 55 cân. 48 đến 55 cân. 276 cho chị. 150.000 mã số là 950. 150.000 mã 950 cho em màu đỏ này. 941 cho chị Minh Phương. ML 50 60 cân. 50 60 cân 150.000 mã 184. Mã 184 này em này bạn Thường hết toàn bộ này. Bạn Thường 100% cho em đấy ạ. ML XL 2L hết cho em luôn. 150.000 mã số là 815. Mã số là 8 là em này đẹp này. Bạn Thường đẹp quá đẹp cho em luôn này. Em này phối lên xinh lắm. ML XL luôn, nam nữ ok hết nhá. 150.000 mã số là 279. Số 1 cho chị Hồng Moon. 279. Chị Hồng Moon hay mới bóc xuyên lại chỉ đi ạ. À, cho Nhung này lên mấy cái mọi người xem mấy Nhung nhá. Cho Nhung em nào mặc lên cũng đẹp luôn mọi người. 815 cho chị Hoàng Yến. Cho Nhung em nào mặc lên cũng đẹp nhá. Cho Nhung nhá, màu xanh này nhá mọi người nhá. Là cho Nhung em mặc lên thấy xem này. Em nào Nhung mặc lên cũng rất là xinh cho em luôn ấy. À, đây. Đây này, đẹp chưa em này nhá. Chân váy Nhung này, thoải mái SM 45 tổng cộng 55 cân. 45 đến 55 cân chân váy Nhung này. Bán em này với giá là 120.000, mã số là 834. Mã số là 834 cho em này. Mã số là 834 này. Đấy tay ấy. Mã số là 834 cho em này. Đấy lên bán cho mọi người xem nhá. Đây, nốt cái này thôi này. Chân váy Nhung màu kem kem này quá là xinh luôn. Màu kem này cực kỳ xinh cho em mọi người này. Đây này các chị này. Màu kem kem nhá. Em này một size M và L, 50-57 cân. 50-57 cân này em cuối cùng này. 120.000 mã số là 141 hết cho em mọi người nhá. Mã số là 141 là hết cho em. 834 962 cho chị Trần Hà. 834 chị Minh Phương. 834 chị Minh Phương này. 815 cho chưa? 962 của Trần Hà. Vâng. 141 cho chị Vũ Phương Thảo ạ. 26. 141 này. 141 cho chị Vũ Phương Thảo. 216 276. 216 276 vâng. Không, 279950 mọi người nghỉ nhá mọi người nhá, hết rồi nha mọi người nhá. Hẹn mọi người ngày mai nha, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nha, chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt mọi người.